Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 103. Lão Phu, à không không, tiểu nhân không có ác ý. Vừa nãy hai đồng đội của tôi không biết đại nhân nên mới gây ra hiểu lầm, đại nhân có thực lực khủng bố như vậy, chắc không phải là người của thế giới này nhỉ. Tiểu nhân đến từ Nguyên tộc, một trong 8 vương tộc của thần quốc hỗn độn, cô gái này là phản đồ của Nguyên tộc. Chúng tôi đến chỉ là để bắt phản đồ, không liên quan gì đến đại nhân ngài. Ông ta nói hết một hơi. Diệp Bắc Minh cười, ông cũng biết không liên quan đến tôi à? Tại sao muốn giết tôi? Tôi! Sắc mặt ông lão trắng bệch. Một ý nghĩ của Diệp Bắc Minh, lập tức xoát hiện trước ông ta. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục nghiền áp xuống một cách dứt khoát nhanh gọn. Đừng! Ông lão đầy sợ hãi, điên cuồng rút ra 7-8 món binh khí ra chống đỡ. Vốn không đỡ nổi một đòn của Diệp Bắc Minh. Lập tức hóa thành xương máu. Cô gái bị thương nuốt nước miếng, vừa nãy cô ta còn ném cho anh 2 viên đan dược, bảo anh giúp hộ pháp. Trông anh chàng này không giống người tốt bụng, chẳng may anh ta tức giận cũng giết luôn cả mình thì làm thế nào? Không được, nhất định không thể chọc giận anh ta. Cô gái bị thương nghĩ. Nhân lúc Diệp Bắc Minh vẫn chưa ra tay liền mau chóng nói, công tử này, tôi tên là Nguyên Thi Vũ, đến từ Nguyên tộc, một trong 8 vương tộc thần quốc hỗn độn. Tôi xin lỗi công tử về chuyện vừa nãy, công tử, anh. Diệp Bắc Minh di chuyển. À, công tử đừng giết tôi không muốn biến thành xác khô. Nguyên Thi Vũ nhắm mắt, hai chân đá lung tung, đừng. Đừng mà. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Nguyên Thi Vũ mở mắt, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở chỗ cách mấy trăm mét, chớp mắt đã biến mất. Anh ta không giết mình. Nguyên Thi Vũ như giải được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm, rốt cuộc anh ta là ai? Là người của thế giới này, hay là người của thế giới khác? Thôi không nghĩ nữa, hồi phục thương tích trước, quay về rồi tính. Khi Diệp Bắc Minh đến bên ngoài trấn hồn tông, cả sơn môn yên tĩnh đến đáng sợ như bãi tha ma. Một luồng khí tiêu sát ngưng tụ trên không trung trấn hồn tông. Mấy ngàn con quạ bay lượn vòng bất định, phát ra tiếng kêu u u. Diệp Bắc Minh không mạo nhiên ra tay. Anh xoa cằm, nhìn về hướng trấn hồn tông, ánh mắt lóe lên. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hỏi, chủ nhân, sao thế? Không xông vào trong sao? Diệp Bắc Minh trầm ngầm một lát, trấn hồn tông hơi không đúng, sợ là cái bẫy. Chủ nhân nhìn ra điều gì, Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục nghi hoặc. Diệp Bắc Minh chỉ về phía trước, trấn hồn tông là một trong thần tông lớn của thần giới, theo lý thì mỗi ngày đều có võ giả đến thăm viếng. Cô xem cổng đó. Tuy có mấy đệ tử đang ngủ, trên thực tế thần hồn của họ dao động rất dữ dội, rõ ràng là đang giả bộ ngủ. Lại nhìn trên trời, đám quạ đó bay lượn tròn trên không trung và không hạ cánh xuống, đó là kinh sợ bởi sát khí của trấn hồn tông. Nếu lúc này tôi xông vào trấn hồn tông, cô có tin có một trận pháp kinh thiên đang đợi tôi không? Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ, chủ nhân, vậy cậu định làm thế nào? Diệp Bắc Minh cười, cứ để họ vui vẻ một chút. Cùng lúc đó, trong Vạn Thần Tông ở bên khác, Viên Thanh Cương và Lão Tổ Vạn Thần Tông, Lão Tổ Lục Đạo, Lão Tổ Độn Thế, Lão Tổ Thất Tinh ngồi trước chiếc bàn. Đôi mắt của 5 người đỏ ngầu, đầy cảm giác con chim sợ hãi. Trong nửa ngày, trong 5 tông môn bọn họ đều mở trận pháp hộ sơn, bất luận Diệp Bắc Minh đến tông môn nào thì trận pháp sẽ lập tức khởi động. 5 người lập tức chạy đến, giết Diệp Bắc Minh. Như vậy có thể thành công thật không? Lão Tổ Thất Tinh toát một lớp mồ hôi trán vì căng thẳng, hôm đó 6 tổ cảnh bao vây tấn công tên nhóc đó cũng thất bại, tên nhóc này đúng là quái vật. Tốc độ, lực phòng ngự, lực tấn công của hắn cũng quá khủng bố. Đặc biệt là thanh kiếm đó. Ực ực, Lão Tổ Thất Tinh nuốt nước miếng, Lão Phu tận mắt nhìn thấy hắn hút cạn người khác. Vãi, Viên Thanh Cương hừ lạnh lùng một tiếng, đừng có tên nhóc đó chưa đến mà ông đã dập hết sĩ khí của mình rồi. Năm thần tông chúng ta liên thủ, cho dù tên nhóc đó thực sự có 3 đầu 6 tay cũng có thể giết chết hắn. Nhưng, Lão Tổ Thất Tinh đầy vẻ lo lắng, tim thịch thịch đập không ngừng, nhưng tôi cứ cảm thấy tên nhóc này. Được rồi, Viên Thanh Cương an ủi một câu, 5 người chúng ta liên thủ, lại thêm trận pháp hộ sơn. Tổ cảnh đỉnh phong đến cũng cho hắn tan xác, yên tâm, Diệp Bắc Minh hắn. Còn chưa nói hết câu. Báo. Một người đàn ông trung niên xông vào.
Sượt, sượt, sượt. Năm người gần như cùng đứng lên, ánh mắt nhìn lên người này, nói. Người đàn ông trung niên sợ đến quỳ dưới đất, cố kiềm chế áp lớn, lão tổ, ngay vừa nãy Diệp Bắc Minh xuất hiện bên ngoài trấn hồn tông. Một mình hắn giết vào trấn hồn tông, bây giờ bị nhốt trong trận pháp trên quảng trường tông môn rồi. Vừa dứt lời. Năm người vui mừng đến suýt nhảy lên. Lão tổ thất tinh kích động nói, ông chắc chắn tên nhóc đó bị nhốt rồi chứ. Hay là hoa mắt? Người đàn ông trung niên vội trả lời, thưa tiền bối, là vãn bối tận mắt nhìn thấy. Tốt quá rồi. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng lão tổ thất tinh cũng được chút xuống. Viên Thanh Cương bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhìn thấy chưa? Cách của lão phu chắc chắn có hiệu quả. Tuy tên nhóc này có thực lực nghịch thiên, nhưng hắn không có đầu óc. Chỉ biết giết giết giết. Từ việc hắn đơn thương độc mã giết vào Kim Phật Tông có thể nhìn ra, chỉ tiếc trước Kim Phật không mở trận pháp hộ tông trước, nếu không, tên nhóc đó chắc chắn chết ở Kim Phật Tông. Bây giờ, đến lượt chúng ta rồi. Đi thôi. Bốn người cùng gật đầu. Mở truyền tống trận, trực tiếp đến trấn hồn tông. Lúc này, trên quảng trường trấn hồn tông huyết quang ngút trời, đại trận hộ sơn phong tỏa cả quảng trường giống như chiếc bát úp ngược. Gru. Huyết lòng gầm thét trong trận pháp. Diệp Bắc Minh cầm kiếm càn khôn chấn ngục điên cuồng chém ra từng đường kiếm khí liên tiếp. Nhưng bất luân thế nào cũng không phá mở được đại trận hộ pháp của trấn hồn tông. Sức mạnh trận pháp cuồn cuộn không dứt, sau mấy chục hiệp, trán của Diệp Bắc Minh nổi gân xanh. Vô cùng tức giận khóa chặt năm người Viên Thanh Cương, sử dụng trận pháp thì có bản lĩnh gì chứ? Có giỏi thì vào đây một đấu một với tôi. Một đấu một, hắn nới một đấu một. Ha ha ha. Lão tổ thất tình cười hoa chân múa tay, Diệp Bắc Minh, mày coi chúng tao là kẻ ngốc chắc. Mày có thánh kiếm hoa tộc thượng cổ, thủ đoạn càng khiến trời đất kinh hãi, ma quỷ khóc thét. Chưa đến một năm, tên phế vật nhà này từ hạ giới bỏ lên đi đến mức có thể giết thánh tổ, hôm nay coi như gặp rắc rối rồi hả? Lão tổ vạn thần tông cau mày, không nhịn được nhìn sang Viên Thanh Cương, Viên Huynh, hắn đúng là Diệp Bắc Minh sao? Bên ngoài đồn nói kẻ này khủng bố như vậy. Vậy mà bị chúng ta nhốt. Có phải dễ dàng quá rồi không? Viên Thanh Cương bị hỏi như vậy. Cũng ngẩn người. Viên Thanh Cương còn chưa nói gì, giọng của lão tổ lục đạo vang lên, các ông nhìn huyết long đó. Và cả thánh kiếm hoa tộc đó. Và sức mạnh khủng bố bùng phát trên người kẻ đó. Tuyệt đối không sai, ngày đó sáu tổ cảnh bao vây tấn công hắn, Viên Huynh, em trai của ông đã chết trong tay kẻ này. Tôi tận mắt nhìn thấy chắc chắn không phải là giả. Viên Thanh Cương vốn có chút nghi ngờ. Nghe thấy lời này, hoàn toàn tin tưởng. Diệp Bắc Minh, giao ra tất cả võ kỹ và bí thuật của hoa tộc thượng cổ. Lão Phu bảo đảm có thể cho mày chết một cách sung sướng, nếu không Lão Phu bảo đảm cho mày đau đớn không muốn sống, hối hận vì đã đắc tội với trấn hồn tông. Diệp Bắc Minh tức giận mắng, một đám phế vật, dựa vào trận pháp thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì vào chịu chết đi. Tao thấy mày rượu mời không uống mà uống rượu phạt đấy, khuôn mặt già của Viên Thanh Cương sầm xuống. Giơ tay tóm hư không. Ông ta điều động sức mạnh của trận pháp hộ sơn. Một luồng sức mạnh không thể ngăn cản ập đến. Chỉ nghe, rác, một tiếng, cánh tay cầm kiếm của Diệp Bắc Minh nổ tung tại chỗ. Còn không nói, tao sẽ phế nốt cánh tay còn lại của mày. Còn không nói, tao sẽ phế hai chân của mày, biến mày thành người lợn. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, lão già, đến đây, tôi không sợ ông đâu. Muốn chết mà. Viên Thanh Cương nheo mắt. Ầm ầm, cả trấn hồn tông chấn rung, trận pháp hộ sơn mở ra, một luồng sức mạnh hủy diệt nghiền áp đến. Phụt, 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 một cánh tay, hai cái chân của Diệp Bắc Minh biến thành xương máu. Còn không nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi nói. Chỉ cần ông đóng trận pháp, tôi sẽ nói cho ông, Diệp Bắc Minh nhếch miệng. Ánh mắt của Viên Thanh Cương lóe lên, suy nghĩ có nên đóng trận pháp không? Lão tổ thất tinh ở một bên sợ đến run rẩy, vội lên tiếng, Viên Huynh, ông tuyệt đối đừng mắc bẫy. Tên nhóc này có rất nhiều thủ đoạn. Chẳng may hắn giả bộ bị thương thì làm thế nào? Giơ tay rạch ở chỗ cổ, tôi đề nghị trực tiếp diệt trừ, đừng cho hắn cơ hội. Lão tổ độn thế và lão tổ lục đạo gật đầu theo, lão quái thất tinh nói đúng, trực tiếp giết luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Tên nhóc này quá khủng bố, không cần thiết mạo hiểm.
chúng ta biết bí mật của hoa tộc cũng chẳng để làm gì, đã diệt vong nhiều năm như vậy. Ba người từng chứng kiến sự khủng bố của Diệp Bắc Minh. Sớm đã sợ đến ngốc nghếch, vốn không dám mạo hiểm. Viên Thanh Cương nhìn sang lão tổ Vạn Thần Tông, lão tổ Vạn Tông, ông thấy thế nào? Ánh mắt của lão tổ Vạn Thần lóe lên, lắc đầu nói, Vạn Thần Tông chúng tôi có ngày hôm nay, đều dựa vào thận trọng cẩn thận. Tên nhóc này quá quỷ dị, quá nhiều thủ đoạn, không ai biết đóng trận pháp lại sẽ xảy ra chuyện gì. Lão Phu đồng ý trực tiếp diệt trừ, để tránh đêm dài lắm mộng. Được thôi. Tuy Viên Thanh Cương hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Cho trận pháp hộ sơn vận hành hoàn toàn, từng luồng huyết quang bùng phát, lập tức nhấn chìm Diệp Bắc Minh. Vãi, sao các ông không mắc bẫy? Diệp Bắc Minh tức giận gầm một tiếng. Chân tay vốn đã gãy lập tức mọc lại. Cầm lấy kiếm càn khôn chấn ngục dưới đất, dùng hết toàn bộ sức lực chém về phía huyết quang ập đến. Nguy hiểm quá, quả nhiên tên nhóc này dở trò. Lão tổ thất tinh sợ hãi. Chỉ tiếc, sức một mình vốn không thể chống lại cả đại trận hộ sơn này. Phụt, cuối cùng, Diệp Bắc Minh bay đi giống như cánh diều đứt dây, huyết quang nghiền áp xuống. A, à, Diệp Bắc Minh cố nhịn cơn đau, ngẩng đầu, ánh mắt như tử thần khóa chặt mấy người. Diệp Bắc Minh tôi cho dù có chết, làm ma cũng sẽ không tha cho các người. A, à, cơ thể của tôi tan chảy rồi. Phập, Diệp Bắc Minh hoàn toàn hóa thành xương máu, biến mất. Lão tổ thất tinh mở to đôi mắt, tim đập thịch thịch điên cuồng, ha ha ha, chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Nhóc con, mày cũng hóa thành xương máu rồi, ha ha ha. Lão tổ độn thế và lão tổ lục đạo đỏ bừng mặt cười lớn. Lão tổ thất tinh nhắc nhở, Viên huynh, mau hủy trận pháp hộ sơn đi, thanh kiếm đó vẫn còn. Viên Thanh Cương hạ lệnh đóng trận pháp hộ sơn. Kết giới khổng lồ biến mất. Giơ tay ra tóm. Kiếm càn khôn chấn ngục bay về phía bàn tay của ông ta. Khoảnh khắc Viên Thanh Cương cầm lấy kiếm càn khôn chấn ngục. Một luồng khí tức chết chóc ập đến, khiến Viên Thanh Cương không nhìn được run lên, thanh kiếm này có vấn đề. Xoẹt! Trong kiếm càn khôn chấn ngục lại bùng phát ra một đường kiếm khí màu máu, chém mạnh xuống. Viên Thanh Cương mau chóng ra tay, chống đỡ về phía kiếm càn khôn chấn ngục. Phụt! Hai tay tiếp xúc đến kiếm khí màu máu lập tức nổ tung. Sóng khí đập mạnh lên lồng ngực ông ta, kêu thảm một tiếng bay ra. Đồng thời phía sau mọi người vang lên một giọng nói thích thú, đùa với các ông lâu như vậy, nên kết thúc rồi. Giọng này là... Bốn người còn lại cùng quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt thiếu niên xuất hiện phía sau, khóe miệng nhếch nụ cười thích thú. Diệp Bắc Minh, làm sao có thể, mày chưa chết. Suýt! Bốn người tê dại ra đầu, hít khí lạnh, sao mày có thể ở đây? Vừa nãy người trong trận pháp là ai? Hình nộm, ra đi. Diệp Bắc Minh dậm chân. Hư không phía sau dao động, một thiếu niên trông giống y hệt anh đi ra. Chạy, mau chạy đi. Ba người lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo, lão tổ độn thế sợ vỡ gan, không còn muốn chiến đấu, quay người định tháo chạy. Lúc trước sáu tổ cảnh cũng không giết được Diệp Bắc Minh, hôm nay họ chỉ có 5 người. Viên Thanh Cương còn bị phế hai tay. Bị thương nặng thì đánh thế nào? Lão tổ Vạn Thần Tông quát lớn, đừng chạy, cùng liên thủ mới có cơ hội. Soạt! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, xuất hiện trên không trung cơ thể của lão tổ thất tinh chém mạnh xuống. Phập! Lão tổ thất tinh nổ tung trong không trung, hóa thành xương máu. Kiếm càn khôn chấn ngục hít dài một hơi, nuốt chửng toàn bộ xương máu. Lão tổ độn thế và lão tổ lục đạo sợ đến toàn thân run lên. Không tiếc thiêu cháy sinh mệnh tháo chạy. Bóng người Diệp Bắc Minh vụt đi, xuất hiện trước người lão tổ độn thế. Trên người nổi lên sát khí màu đỏ, trong đôi mắt chỉ có vẻ băng lạnh và tàn sát, đến lượt ông. Diệp Tông Chủ, đừng, lão tổ độn thế run run cầu xin. Phụt, xương máu nổ tung, kiếm càn khôn chấn ngục hấp thụ. Tiếp tục đuổi theo lão tổ lục đạo, ông ta gầm thét một tiếng, tôi liều với ông. Phụt. Kiếm càn khôn chấn ngục lóe lên hào quang khát máu, xuất hiện từ phía sau ông ta, đầu mũi xuyên lồng ngực. Hóa thành xác khô rơi xuống từ không trung cao. Cả quá trình chưa đến 3 hơi thở. Suýt, 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 lão tổ Vạn Thần vừa hít khí lạnh, đã cảm nhận cổ khó thở. Diệp Bắc Minh lại không biết xuất hiện trước người ông ta từ lúc nào, một tay bóp chặt cổ họng ông ta.
Một luồng sát ý khiến người ta run rẩy ập đến. Cuối cùng lão tổ vạn thần biết ba tổ cảnh dễ dàng chết dưới tay anh như vậy. Vì dưới sát ý của người trước mặt bao trùm, ông ta chỉ có một ý nghĩ, chịu chết. Rắc. Trong đầu của lão tổ vạn thần vừa hiện lên suy nghĩ này, cái cổ nổ tung tại chỗ. Kiếm càn khôn chấn ngục trực tiếp hút ông ta thành xác khô. Không hề dừng lại, quay người khóa chặt viên thanh cương. Đừng, Diệp tông chủ, chấn hồn tông tôi tình nguyện, khuôn mặt viên thanh cương trắng bệch, còn chưa nói hết một câu. Kiếm càn khôn chấn ngục từ trên trời giáng xuống. Âm thanh dừng lại. Diệp Bắc Minh nhìn quanh cả chấn hồn tông, búng ngón tay, kiếm càn khôn chấn ngục, giết. Không sót một ai, ngoài chấn hồn tông, còn có mấy tông môn đợi chúng nữa. Chúng ta phải nhanh lên. Trong tích tắc, chấn hồn tông hóa thành địa ngục trần gian. Một ngày sau, Diệp Bắc Minh tiến vào độn thế thần tông. Sau đó, thất tinh các. Sau đó là thần cung lục đạo, vạn thần tông. Hoàn toàn là sát phạt từ một phía. Ba ngày ba đêm, một người một kiếm, tiêu diệt năm thần tông. Kiếm càn khôn chấn ngục hoàn toàn hóa thành màu đỏ tanh. Khi Diệp Bắc Minh đi ra từ vạn thần tông, bên cạnh có thêm một người. Chính là Cuồng Đan. Hôm nay, cả thần giới im lặng. Một số tông môn, các tông chủ, trưởng lão từng có mâu thuẫn với Thái Dương Tông đều xông đến cổng Thái Dương Tông. Quỳ xuống trước nhiều người, hối hận nhận sai. Phủ thành chủ thành phố thần. Nghe Hoàng kinh hãi vẻ mặt tuyệt vọng, miệng há hốc, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, năm thần tông đều diệt vong. Hàng vạn xác chết, không sót một ai. Ôi trời ơi, anh đúng là sát thần. Trong lúc Nghe Hoàng ngẩn người. Vù vù vù. Chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên dao động. Một ý nghĩ, một miếng ngọc cổ màu hồng xuất hiện trong tay, phù văn lóe lên, đồng thời truyền ra giọng nói, tiểu thư, trong tộc có biến, lão gia. Lão gia sắp không ổn rồi. Cô thực sự không quay về gặp ông ấy lần cuối sao? Bốp! Cơ thể của Nghe Hoàng run lên, ngọc bội trong tay rơi xuống đất. Đại điện Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh ngồi trên vị trí điện chủ. Trong đại điện, Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến. Ly Nguyệt, Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình, Long Khuynh Vũ. Vương Yên Nhi, Tiêu Tiêu, Cuồng Đan. Vạn Lăng Phong, Lư Quốc Phong, Đoạn Nha, Thạch Lỗi, và cả lãnh đạo cấp cao của tiểu đội sát thần. Vô số đôi mắt nhìn Diệp Bắc Minh không chớp mắt bằng các ánh mắt khác nhau như kích động, ngưỡng mộ, ấm áp, kính ngưỡng, khâm phục. Lúc thông tin năm thần tông bị tiêu diệt truyền về, các tông môn đều quỳ dưới Thái Dương Tông, cả Thái Dương Tông đều sôi sục. Vạn Lăng Phong tiến lên một bước, trong tay cầm một xấp giấy tờ, tông chủ, đây là thiệp thăm hỏi của hàng ngàn tông môn đưa đến. Trong đó có một số thứ muốn có quan hệ tốt với Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, ông toàn quyền xử lý là được. Rõ. Vạn Lăng Phong quỳ một chân xuống đất. Đây đã không phải là tin tưởng bình thường nữa. Vương Yên Nhi đứng ra khỏi hàng, khuôn mặt nóng bừng lên tiếng, cậu Diệp, thiên hạ đệ nhất đan có rất nhiều đơn hàng. Yên Nhi dự tính, cộng thêm tài nguyên mà cậu mang về trước đó, trong vòng 200 năm, Thái Dương Tông không thiếu tài nguyên tu võ. Diệp Bắc Minh gật đầu, mọi người chăm chỉ nâng cao cảnh giới, tuy năm thần tông diệt vong, nhà họ Trần của thành trì thứ nhất trở thành lực lượng ngầm của Thái Dương Tông. Nhưng, thiên sát môn vẫn như hổ rình mồi, vẫn không thể lơi là khinh thường. Hơn nữa, mấy ngày nay tôi có thể phải rời khỏi thần giới. Lời vừa được nói ra, mọi người đều biến sắc. Cái gì, anh muốn rời đi? Đi đâu? Các cô gái đầy vẻ không nỡ. Diệp Bắc Minh đã trở thành chỗ dựa của họ, nghe Diệp Bắc Minh muốn rời đi, tất cả đều chống trải. Thần quốc hỗn độn. Diệp Bắc Minh nhả ra một câu. Thần quốc hỗn độn. Mọi người đều ngẩn người, lần đầu nghe thấy cái tên này. Chỉ có một mình là Khuynh Thành cao mày, tiểu sư đệ, ở chỗ Khuynh Thành thần hoàng, tỷ từng nghe nói thông tin về thần quốc hỗn độn. Đó là thế giới trên cả thần giới phải không? Đệ đến đó làm gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đại sư tỷ, đệ có lý do không thể không đi. Anh không nói chín sư tỷ ở thần quốc hỗn độn, tránh để đại sư tỷ lo lắng. Được. Lạc Khuynh Thành gật đầu, lúc nào thì đi. Trong 3 ngày. Buổi tối, Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân ổn định cảnh giới trong phòng. Đột nhiên, một bóng hình đẩy mở cửa phòng, mau chóng chạy đến trước Diệp Bắc Minh.
trực tiếp ngồi lên lòng của anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Không thể không đi sao? Chu Nhược Giai nũng nịu. Diệp Bắc Minh lật tay ôm cô, cho dù anh không đi, sớm muộn cũng sẽ có người đến gây chuyện với anh. Anh đã từng hối hận một lần, không muốn hối hận lần thứ hai. Nghĩ đến cảnh tượng Thái Dương Tông bị tiêu diệt, ánh mắt của Diệp Bắc Minh kiên định, cho nên, thà rằng anh chủ động xuất kích còn hơn để kẻ địch tìm anh. Hơn nữa đây là số phận của hoa tộc, trong cơ thể anh đã chảy dòng máu của hoa tộc, thì do anh kết thúc. Chu Nhược Giai sờ khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, tuy em không hiểu anh nói gì, nhưng anh làm vậy có phải vất vả quá không? Tại sao phải một mình gánh vác nhiều như vậy? Diệp Bắc Minh ấn nhẹ mũi của Chu Nhược Giai, còn chẳng phải là vì có các em, anh cũng muốn ở bên cạnh vợ con. Tiếc là trái với mong đợi. Hừ. Chu Nhược Giai hừ nhẹ một tiếng, anh muốn đi, chúng em không ngăn được anh. Nhưng anh buộc phải thực hiện nghĩa vụ. Diệp Bắc Minh còn chưa phản ứng lại thì đã bị Chu Nhược Giai ấn nằm xuống. Hai người quên hết tất cả, trong mắt chỉ có nhau. Nửa canh giờ sau, Chu Nhược Giai rời đi. Diệp Bắc Minh cười vỗ cô, em đi à? Tối nay không ở lại à? Ha ha, anh không phải chỉ là của riêng mình em, bọn họ cũng muốn đến đấy, Chu Nhược Giai cười giảo hoạt. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Chu Nhược Giai vừa rời đi được một lúc, Tôn Thiến đi đến với khuôn mặt đỏ ửng. Bắc Minh, em. Diệp Bắc Minh kéo Tôn Thiến lại, bảo cô ta ngồi vào lòng. Nói với ánh mắt dịu dàng, yên tâm, anh sẽ đưa Tâm Nhi về. Vâng. Tôn Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Quay người ôm chặt Diệp Bắc Minh, thật khiến người ta khó thở. Nửa canh giờ sau, Tôn Thiến cũng rời khỏi phòng. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, vẫn còn ư. Quả nhiên. Chỉ lúc sau, Ly Nguyệt lao đến giống như tiểu hồ ly. Chui ngay vào trong lòng Diệp Bắc Minh, ông xã, nhớ em không? Nửa canh giờ sau, Ly Nguyệt cười tủm tỉm rời đi, ông xã cố lên. Đông Phương Xá Nguyệt đi vào với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, cô ta bày khí thế nữ đế, anh phải đi thật sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, đợi anh về. Ai biết lần sau anh về lại đưa theo cô gái nào? Đông Phương Xá Nguyệt vươn cổ, đỏ mặt phản bác. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước. Trực tiếp bế Đông Phương Xá Nguyệt lên, anh chỉ nhớ em. Bên ngoài, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình, Long Khuynh Vũ, Vương Yên Nhi đứng tại chỗ. Người nào cũng nóng bừng mặt, đôi mắt lại không chớp đến một cái nhìn chằm chằm cửa phòng cách trăm mét. Cuối cùng, Đông Phương Xá Nguyệt mở cửa đi ra, các cô còn ngây ra đó làm gì? À, thực sự cần sao? Các cô gái cúi đầu, giọng lý nhí như con kiến. Đông Phương Xá Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nếu các cô không muốn thì thôi, không ai ép các cô. Nhưng các cô cũng nhìn thấy rồi đấy, anh chàng này có số đào hoa, anh ấy đến thần quốc hỗn độn chắc chắn sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến lúc đó không chừng quen TTHT mấy thần nữ thiên nữ, có khi sẽ quên luôn các cô đấy. Lời vừa được nói ra, các cô gái liền nóng ruột, à, vậy phải làm thế nào? Đông Phương Xá Nguyệt cười đầy ý sâu xa. Ban đầu tôi và anh ấy là kẻ địch, sau này sau khi đã có tiến triển mang tính thực chất, chẳng phải đã thành người của anh ấy sao? Lựa chọn thế nào, tùy các cô thôi. Trong lúc các cô gái đang do dự, Long Khuynh Vũ cắn răng, tôi vào. Sải bước lớn đi vào phòng cẩu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh rất ngạc nhiên, cô Long, sao cô lại đến đây? Đôi mắt của Long Khuynh Vũ đỏ bừng, Diệp Bắc Minh, tôi thích anh. Ngay từ ban đầu tôi đã thích anh. Nhưng mãi không có cơ hội nói. Tôi không muốn giấu nữa, tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Cùng lúc đó, cao vạn mét trên không trung Thái Dương Tông. Nghê Hoàng nhìn các cô gái lần lượt liên tiếp đi vào phòng của Diệp Bắc Minh, đôi mắt mở to, đúng là không dám tin. Cắn chặt răng tự lẩm bẩm, đúng là tên đáng ghét, lại, đáng ghét. Tôi muốn tìm anh có chuyện nghiêm túc, sao anh có thể? Khốn khiếp, đáng ghét. Anh thực sự chỉ 30 tuổi thôi hả? Anh là kẻ không tha cho một ai. Nghê Hoàng cắn chặt đôi môi đỏ. Cảnh tượng phía dưới khiến cô ta nóng rực. Xoạt. Hóa thành sao băng xông ra cách trăm dặm, lao đầu vào trong nước. Trời vừa lờ mờ sáng, sau khi Vương Yên Nhi xúc miệng, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng. Thịch thịch thịch. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, vẫn còn à. Vào đi. Vạn Lăng Phong đẩy cửa đi vào, sau khi ngửi mùi trong phòng,
ám muội nhìn Diệp Bắc Minh một cái, Diệp soái, tôi. Vãi, ông biến đi. Diệp Bắc Minh kinh sợ nhảy lên, miệng mắng lớn, Vạn Lăng Phong, tôi kính ông là đàn ông chân chính, mẹ kiếp, ông đến đây làm gì? Cút ra cho tôi không có hứng thú với đàn ông. Cút cút cút. Vạn Lăng Phong hơi lung túng, khụ khụ. Diệp soái, tôi không phải đến làm việc đó. Thuộc hạ cũng là đàn ông chân chính, yêu phụ nữ. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm, vậy ông đến làm gì? Vạn Lăng Phong chắp tay, có một cô gái muốn gặp, cô ta nói cô ta tên là Nghê Hoàng. Nghê Hoàng. Diệp Bắc Minh mau chóng tắm rửa, thay quần áo đến đại điện. Đôi mắt đẹp của Nghê Hoàng đầy tia máu, vô cùng mệt mỏi ngồi ở đó. Thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, Nghê Hoàng hừ lạnh lùng một tiếng, chúng ta không có thời gian, bây giờ lập tức đi theo tôi. Vội như vậy à? Đừng phí lời, đi thôi. Nghê Hoàng đứng lên. Diệp Bắc Minh bàn giao mấy câu với Vạn Lăng Phong, mau chóng đi theo, hai người đi đến trước một trận pháp cổ xưa ở sâu trong phủ thành chủ của thành phố thần. Nghê Hoàng đang định mở trận pháp. Đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, nhắc nhở anh một câu, thứ nhất, sau khi đến thần quốc hỗn độn đừng nhắc đến hai chữ hoa tộc. Tôi biết thân phận của anh, nhưng anh đừng hỏi tại sao. Thứ hai, thanh kiếm của anh, tốt nhất anh để nó lại ở thần giới. Nếu anh muốn mang bên mình cũng được, nhưng tốt nhất đừng sử dụng, cho dù sử dụng cũng phải giấu kỹ thân phận của mình. Anh có thể làm được hai điều trên, tôi sẽ đưa anh đến thần quốc hỗn độn. Diệp Bắc Minh kích động trong lòng. Nhìn thái độ của Nghê Hoàng, hình như không có ý đồ với kiếm càn khôn chấn ngục. Tôi đồng ý với cô. Diệp Bắc Minh gật đầu. Nghê Hoàng bảo Diệp Bắc Minh đứng trên trận pháp, trực tiếp mở ra, một khe nứt không gian xuất hiện trước mắt. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến. Nếu lúc này Diệp Bắc Minh là một con cá, thì thần giới là một con suối nhỏ. Ở đầu bên kia khe nứt không gian, là biển lớn vô biên vô tận. Cẩn thận sức mạnh của thế giới, Nghê Hoàng nói. Hai người bước vào trong. Sức mạnh của thế giới nghiền áp xuống, Diệp Bắc Minh ở trong nước sâu mấy trăm mét như một quả bóng, suýt nữa bị nghiền áp nổ tung tại chỗ. Vù! Trên người Diệp Bắc Minh nổi lên huyết khí ngút trời, chín con hắc long cùng xông ra. Mới chống lại được áp lực của sức mạnh thế giới. Đợi khi anh đứng vững, xuất hiện trên tế đàn hình tròn vô cùng rộng lớn. Còn không đợi Diệp Bắc Minh nhìn rõ tình hình xung quanh, một nha hoàn mặc lụa hoa đi đến, tiểu thư, cô về rồi. Lão gia sắp không ổn rồi. Diệp Bắc Minh rõ ràng cảm nhận được cơ thể của Nghê Hoàng run lên. Cô ta cắn môi đỏ, hít sâu một hơi. Đưa tôi đi. Nghê Hoàng và nha hoàn mau chóng rời đi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, đi theo phía sau. Quan sát kỹ xung quanh, bây giờ hình như mình ở trong một phủ đệ vô cùng rộng lớn. Con đường trong phủ đệ lại rộng đến mười mấy mét. Trên đường phát hiện mười mấy hộ vệ tuần tra, trong không trung cũng có người tuần tra lướt qua, một binh sĩ bất kỳ cũng là cảnh giới thần hoàng. Đội trưởng tuần tra còn trên tổ cảnh. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi theo phía sau Nghê Hoàng cũng không hỏi. Không hổ là thần quốc hỗn độn, pháp tắc thế giới hình như đã hoàn toàn hoàn thiện. Diệp Bắc Minh thầm nghĩ trong lòng, nơi này một đội ngũ tuần tra bất kỳ cũng sánh ngang với một tông môn của thần giới có thể lấy ra được sức chiến đấu cao nhất đấy nhỉ. Mình đến nơi này, cảm thấy xiềng xích của thần giới cũng biến mất hơn nửa. Tìm cơ hội nâng cao cảnh giới, rồi đi tìm tung tích của sư tỷ. Đang nghĩ vậy. Nghê Hoàng đứng ngoài một cung điện hoa lệ, một đám người canh ở cửa, người nào cũng quỳ xuống đất. Nghê Hoàng đi về phía cổng lớn đại điện. Khi Diệp Bắc Minh đi theo thì bị mấy thị vệ ngăn lại, đứng lại, đây không phải là nơi anh có thể vào. Tránh ra! Nghê Hoàng khẽ quát một tiếng. Mấy thị vệ khẽ cười, tiểu thư Nghê Hoàng, đừng làm khó chúng tôi. Nghê Hoàng lạnh mặt, anh Diệp là bạn của tôi, thân phận của tôi vẫn còn đó. Chẳng lẽ tôi không nói được các anh hả? Hay là quy tắc của mị tộc chúng tôi cho các anh cái gan ngăn cản khách của bản tiểu thư? Vừa dứt lời, đồng tử của mấy thị vệ co lại. Nhường đường một cách không tình nguyện, để mặc cho Diệp Bắc Minh đi qua. Đi vào đại điện. Diệp Bắc Minh nhìn thấy bố của Nghê Hoàng, một chiếc giường đặt trong đại điện trang hoàng lộng lẫy, có mấy chục người đứng xung quanh. Nam nữ già trẻ đều có người bi thương, có người lạnh nhạt. Có người không biểu cảm. Một người đàn ông như xác khô nằm trên giường.
huyết mạch cạn kiệt, không còn sức sống, ngay cả trái tim cũng ngừng đập. Nếu người này nhắm mắt, Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ cho rằng đây là người chết. Nhưng người chết này lại mở mắt, nhìn chằm chằm Nghê Hoàng đi vào, khóe miệng lộ ra nụ cười, Hoàng Nhi, con vẫn không tha thứ cho bố sao? Đôi mắt Nghê Hoàng long lanh nước mắt, đừng nói nữa, con đến đây chỉ là để gặp mặt bố lần cuối cùng. Sau khi bố chết, con sẽ trực tiếp tiến vào nơi đó. Bố của Nghê Hoàng nhìn sang Diệp Bắc Minh, đây là trợ thủ của con ư. Soạt, đôi mắt của những người khác trong đại điện cùng nhìn sang Diệp Bắc Minh, tràn đầy ý thù địch vô tận. Không liên quan đến bố. Nghê Hoàng quay người định đi, con chỉ muốn nói với bố một câu, con nhất định sẽ thành công, nhất định. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt kỳ lạ, cả nhà này làm sao vậy? Trên mặt bố Nghê tràn đầy vẻ mất mát nhìn theo bóng lưng Nghê Hoàng. Ngay vào lúc Diệp Bắc Minh sắp bước ra khỏi đại điện. Vị công tử này, xin chờ một chút. Giọng của bố Nghê vang lên. Diệp Bắc Minh dừng lại, quay đầu, ông gọi tôi. Đúng. Bố Nghê chật vật gật đầu một cái. Nghê Hoàng cau mày, bố muốn làm gì? Anh ấy là người con mời đến, chẳng lẽ bố muốn ngăn cản con sao? Bố Nghê thở dài một hơi, Hoàng, đời này bố chưa từng yêu cầu con điều gì, hôm nay bố muốn nói hai câu với vị công tử này, được chứ? Nghê Hoàng định quả quyết từ chối. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt của bố Nghê, cô ta chỉ có thể im lặng gật đầu, rời khỏi đại điện. Mọi người cũng ra ngoài đi, bố Nghê mở miệng nói. Bố, thằng nhãi này tính là thứ gì, tại sao có thể cho anh ta ở một mình với bố, sắc mặt Nghê Mộng Tuyết đại biến, mở miệng ngăn cản. Cút, bố Nghê khẽ quát một tiếng, một ánh mắt lạnh như băng quét tới. Những người có mặt ở đây chuẩn bị mở miệng liền rối rít ngậm miệng lại, hung hăng lườm Diệp Bắc Minh một cái rồi rời khỏi đại điện. Cánh cửa đại điện đóng lại. Bố Nghê nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, đột nhiên cười, giống. Quá giống. Giống cái gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vô cùng hoang mang, tiền bối bảo tôi ở lại, có lời gì muốn nói với tôi sao? Bố Nghê cười nói, tôi nói cậu giống Hoa Vương, Diệp Quân Lâm. Quả thực là một khuôn đúc ra. Khó trách con nhóc này lại chọn cậu, cậu là hậu đại của hoa tộc à. Không ngờ sinh thời lão phu thật sự có thể nhìn thấy các cậu trở về. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện đều trở nên yên tĩnh. Diệp Bắc Minh càng tỏ ra cảnh giác hơn, nhìn chằm chằm vào bố Nghê, Nghê Hoàng nói cho ông à. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu? Bố Nghê cười khổ một tiếng, cậu nhìn xem, Hoàng Nhi nói chuyện với tôi hai câu cũng khó khăn, làm sao có thể nói cho tôi những chuyện đó? Tôi tự nhìn ra được, dù sao tướng mạo của cậu và Hoa Vương gần như giống nhau như đúc, chỉ cần là người từng gặp Hoa Vương thì nhất định có thể nhận ra cậu. Nhưng cậu không cần lo lắng, Bát Phương thành lập thần quốc hỗn độn đã vẫn lạc một nửa, một khi tôi qua đời, người thực sự gặp được Hoa Vương trên thế giới sẽ không vượt quá con số 3. Chỉ cần cậu không đụng tới bọn họ, không ai biết thân phận của cậu. Trên mặt Diệp Bắc Minh là vẻ không thể tưởng tượng nổi, người thành lập thần quốc hỗn độn còn sống. Ông đã sống được bao lâu? Cụ thể nhớ không rõ, đại khái khoảng 98 triệu năm. Giọng của bố Nghê rất bình tĩnh. Rơi vào trong tai Diệp Bắc Minh lại giống như là sấm sét giữa trời quang, mẹ nó. Ông sống gần 100 triệu năm. Khủng long trên trái đất tuyệt chủng vào khoảng 65 triệu năm trước, nói cách khác thì ông ta sống từ thời đại khủng long đến nay. Bố Nghê gật đầu. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm vào bố Nghê, ông chính là vua của Mị tộc. Một trong những người sáng lập Bát Đại Vương tộc. Bố Nghê gật đầu, là tôi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, Bát Đại Vương tộc gồm 8 vương tộc lớn nào? Bố Nghê hơi kinh ngạc nói, ngay cả điều này mà cậu cũng không biết. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không ai nói cho tôi biết. Bố Nghê hơi nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, vẫn giải thích cho anh, Vũ tộc, Nguyên tộc, Canh tộc, 3 vương tộc lớn này là mạnh mẽ nhất. Những năm gần đây, Mị tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Tân tộc đã xuống dốc, mặc dù chúng ta còn được gọi là một trong Bát Đại Vương tộc viễn cổ. Nhưng thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ma tộc sớm đã sa đọa, thần quân không dung, nội bộ cũng không ngừng chiến loạn. Sau khi Yêu Vương vẫn lạc, Yêu tổ như rắn mất đầu, quay lại thời kỳ ăn sống nuốt tươi. Nói đến đây, Mị Vương ngẩng đầu nhìn về thần quốc hỗn độn phía trung tâm đại lục, thần quân đã quên lời hứa lúc trước. Ông ta nâng đỡ tứ đại thánh cung trấn thủ bốn phương,
chúng tôi sẽ không còn những ngày huy hoàng như xưa nữa. Ha ha, ngoại trừ vũ tộc, nguyên tộc, canh tộc, chỉ sợ không bao lâu nữa, hoa tộc chính là kết cục của chúng tôi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh bình tĩnh, tôi không có hứng thú về mấy chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Tổ tiên hoa tộc thật sự muốn làm phản, cho nên mới bị hủy diệt. Dứt lời. Đùng đoàng. Một đám mây đen ngưng tụ trên bầu trời, một tia chớp màu đỏ như máu giáng xuống. Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người của mị tộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vừa rồi là cái gì? Một tia chớp hình huyết long, Nghề Mộng Tuyết kinh sợ hỏi. Bù! Tất cả người của mị tộc đều nhìn chằm chằm vào cửa đại điện, đến cùng thì mị vương và thằng nhóc kia đang nói chuyện gì? Giọng mị vương nghiêm nghị, chàng trai, tôi nhắc nhở cậu một câu. Nếu cậu vẫn muốn sống sót, ít nhất thì trước khi thực lực của cậu đủ để tự vệ thì đừng nhắc lại hai chữ kia. Ông nói là hai chữ hoa tộc. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên sắc bén. Gào. Sâu trong những tầng mây vang lên tiếng long ngâm một lần nữa, tia chớp huyết long hung hăng nện xuống đại điện. Một trận pháp sáng lên, ngăn cản tấn công của huyết long, dập tắt. Ngụy Vương giật mình, thằng nhóc này, quá tam ba bận. Phép tắc sức mạnh của thần quân bao phủ toàn bộ thần quốc hỗn độn, nếu cậu lại nói ra hai chữ kia, thần quân sẽ có thể khóa chặt vị trí của cậu trong chớp mắt. Đến lúc đó, cậu và mị tộc đều sẽ hoàn toàn diệt vong. Dung nhập vào trong phép tắc sức mạnh, biến thành lời nói cấm kỵ. Trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên một đám lửa giận. Hoa tộc gần như bị hủy diệt triệt để. Hiện tại, ngay cả đàm luận cũng là một loại tội sao. Hai người im lặng hồi lâu. Mây máu trên bầu trời dần dần tản đi. Ngụy Vương cuối cùng cũng mở miệng, cậu là người thông minh, tôi đã đoán được tại sao Hoàng Nhi đưa cậu đến mị tộc. Con bé muốn đưa cậu cùng vào bên trong mị cảnh, thu hoạch được truyền thừa của tổ tiên, từ đó tiếp nhận ngôi vị Ngụy Vương. Tôi hy vọng cậu sẽ từ chối con bé. Diệp Bắc Minh nhìn Ngụy Vương, ồ, vì sao? Ông không hy vọng con gái mình kế thừa ngôi vị Ngụy Vương. Ngụy Vương lắc đầu, cho dù có cậu hỗ trợ, tỷ lệ thành công của con bé cũng không quá một phần. Một khi thất bại, con bé sẽ bị mị cảnh hút khô tất cả sức mạnh, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Với thân phận của con bé, nếu thất bại thì chắc chắn khó tránh khỏi cái chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi hòa hoãn lại, vì sao ông không nói cho cô ta? Mị Vương lại tiếp tục im lặng. Một lát sau. Hai. Ông ta thở dài một tiếng, tôi có lỗi với con bé, là tôi hại chết mẹ con bé. Con bé muốn kế thừa ngôi vị Mị Vương cũng vì muốn báo thù cho mẹ mình. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu nói, tôi không biết giữa bố con các ông đến cùng là có mâu thuẫn gì, nếu như là tôi cũng nhất định phải báo thù cho mẹ mình. Mị Vương lại im lặng một lần nữa. Lại là một tiếng thở dài thật lâu. Nếu đã không cách nào ngăn cản, vậy thì cậu toàn lực ứng phó đi. Con người Mị Vương co lại, giờ khắc này ông ta không còn là ông già sắp chết, mà là Mị Vương độc bá thiên hạ, nhóc con, cậu tên là gì? Diệp Bắc Minh. Được, Diệp Bắc Minh. Mị Vương rốt cục nhìn thẳng vào anh, nếu như Hoàng Nhi thành công kế thừa ngôi vị Mị Vương, tôi hy vọng cậu đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh không từ chối, cũng không đồng ý. Ngụy Vương chân thành nói, cưới Nghê Hoàng, làm con rể của mị tộc chúng tôi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tiền bối, ông suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đồng ý giúp Nghê Hoàng một chuyện, chỉ thế thôi. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ lập tức rời khỏi mị tộc, đi làm việc của mình. Ngụy Vương có hơi bất ngờ, cậu chắc chắn muốn từ chối tôi. Có mị tộc hỗ trợ, bất kể cậu muốn làm cái gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù là khôi phục lại bộ tộc của cậu. Diệp Bắc Minh nhún vai. Dáng vẻ không quan tâm, không hứng thú. Ngụy Vương có hơi thất vọng, tiện tay móc ra một món đồ không biết làm bằng vật liệu gì, ném nó cho Diệp Bắc Minh. Vật này cậu giữ lại đi, đây là Hoa Vương trước khi Lâm Trung sai người đưa đến cho tôi. Cụ thể có tác dụng gì, tôi cũng không biết, di ngôn của Hoa Vương có dặn dò. Nếu ngày sau gặp được tộc nhân thì giao vật này cho người đó. Liền cho cậu đi. Cậu có thể đi rồi, gọi Hoàng Nhi vào đây. Diệp Bắc Minh quan sát đồ vật trong tay một lát. Vật này có tạo hình quái dị, một con hắc long quấn quanh một thanh bảo kiếm tinh xảo. Thu vào nhẫn chữ vật đã. Vào lúc ra khỏi đại điện, mấy chục ánh mắt khóa chặt vào người Diệp Bắc Minh.
Ngụy Vương tiền bối bảo cô đi vào, Diệp Bắc Minh đi đến bên cạnh Nghê Hoàng. Nghê Hoàng do dự một chút, vẫn đi vào bên trong đại điện. Bù! Một giây sau, mấy chục người trong nháy mắt vây xung quanh Diệp Bắc Minh chật như nêm cối. Bạch Tuấn Khanh lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, không hề che giấu chút nào, cười lạnh nói, sâu kiến, mạng của cậu lớn thật đấy. Tôi sai người đi giết cậu, thế mà cậu vẫn có thể sống sót. Một luồng sát ý lạnh lẽo không chút do dự khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Nghe Mộng Tuyết quay đầu nói, anh biết anh ta à? Bạch Tuấn Khanh khẳng định gật đầu, đương nhiên, thằng nhóc này đến từ thần giới. Chắc là Nghê Hoàng gọi anh ta đến giúp đỡ. Những người còn lại nghe xong lời này, tất cả đều cười đùa. Giúp đỡ, ha ha, một phế vật cảnh giới thiên thần, cảnh giới của nha hoàn của tôi còn cao hơn anh ta. Loại người này trong mị tộc chúng ta, làm người hầu cũng không đủ tư cách đâu. Nghê Hoàng thật là không chịu cầu tiến. Chỉ có Nghê Mộng Tuyết không nói một lời. Cô ta cau mày, luôn cảm thấy không thích hợp. Cô ta hiểu rất rõ Nghê Hoàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc, thằng nhóc trước mắt nhất định có chỗ hơn người. Nghĩ tới đây, Nghê Mộng Tuyết nở một nụ cười duyên, giống như một chị gái nhà hàng xóm nói, em trai nhỏ, Nghê Hoàng cho cậu lợi ích gì? Sao cậu lại giúp cô ta? Chỉ cần cậu không giúp đỡ cô ta, chị đây sẽ cho cậu lợi ích gấp đôi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Còn có chuyện tốt thế này. Diệp Bắc Minh trả lời, Nghê Hoàng cô nương đồng ý sau khi chuyện đó thành công, cho tôi một món vũ khí có khí linh. Chỉ có thế. Nghê Mộng Tuyết sửng sốt. Vũ khí có khí linh ở thần quốc hỗn độn mặc dù khó có, nhưng tuyệt đối không phải thứ gì hiếm thấy. Diệp Bắc Minh ra vẻ ngây thơ nói, đúng vậy, nếu cô đồng ý cho tôi ba món vũ khí có khí linh, thậm chí tôi còn có thể đồng ý với cô, sẽ quấy rối trong thời điểm mấu chốt nhất. Nghe Mộng Tuyết cười không ngậm mồm vào được, ha ha ha, em trai nhỏ đúng là một nhân tài. Chị thích những người thức thời như cậu. Ba người các ông, đưa vũ khí thông linh của mình cho cậu ta. Trong đám người, ba ông lão do dự một hồi. Bọn họ chịu đựng áp lực từ Nghe Mộng Tuyết. Chỉ có thể đi ra khỏi đám người, lần lượt lấy ra vũ khí của mình, xóa liên hệ rồi giao cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lấy hai món vũ khí trong đó, khi đang định cầm lấy cái thứ ba thì. Tôi có một yêu cầu. Diệp Bắc Minh nói một câu. Sao thế? Nghe Mộng Tuyết cười kỳ quái một tiếng, đã đồng ý với chị thì không được đổi ý đâu. Nếu không chị đây sẽ khiến cậu vô cùng hối hận. Diệp Bắc Minh chỉ vào Bạch Tuấn Khanh nói. Tôi muốn vũ khí của anh ta. Ông lão cuối cùng cảm kích nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Sắc mặt Bạch Tuấn Khanh tái xanh, tiểu tạp chủng, cậu con mẹ nó muốn chết đúng không? Vũ khí của ông đây mà cậu cũng dám mơ tưởng, có tin một bàn tay của ông đây cũng có thể đập chết cậu được không? Đệt! Diệp Bắc Minh nhún vai, cô xem, anh ta lại còn uy hiếp tôi. Với thái độ này của anh ta, về sau chắc chắn sẽ trả thù tôi. Không bằng tôi cứ ôm đùi Nghê Hoàng cô nương cho tốt còn hơn. Có Nghê Hoàng cô nương ở đây, chắc chắn anh ta không dám làm gì tôi. Nghe nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Nghê Mộng Tuyết trầm xuống, Bạch Tuấn Khanh, giao vũ khí của cậu ra đây. Bạch Tuấn Khanh không thể tin vào tai của mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, anh ta cầu khẩn, chị họ, em là em họ cùng huyết thống với chị đấy. Vũ khí của em là vũ khí bản mệnh, dùng máu thịt uẩn dưỡng mấy chục năm đấy. Cứ thế mà giao cho thằng nhãi này, thực lực của em nhất định sẽ bị giảm đi nhiều, em không cam tâm. Nghe Mộng Tuyết gần như trong nháy mắt liền xuất hiện phía trước Bạch Tuấn Khanh, ngay cả không khí cũng không có chút dao động nào. Thật đúng là thân pháp khủng khiếp, cảnh giới của cô ta chắc chắn đã vượt qua tổ cảnh. Bốp! Một âm thanh giòn giã vang lên. Bạch Tuấn Khanh bay ra ngoài, răng cũng bị rơi mất mấy cái. Ngay cả tôi mà cậu cũng không nghe, sắc mặt Nghê Mộng Tuyết âm u lạnh lẽo. Mặc dù do Diệp Bắc Minh châm ngòi trước, nhưng Nghê Mộng Tuyết căn bản không quan tâm. Cái cô ta quan tâm là, Bạch Tuấn Khanh dám ngỗ nghịch không nghe mệnh lệnh của cô ta. Bạch Tuấn Khanh run rẩy một chút, vô cùng không tình nguyện lấy ra một thanh hắc kim cổ đao. Anh ta xóa mối liên hệ với nó rồi giao cho Diệp Bắc Minh, tiểu tạp chủng, cây đao này tạm thời gửi ở chỗ cậu. Cậu chờ đó cho tôi. Ông đây thề nhất định sẽ rút gân lột ra cậu. Diệp Bắc Minh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cô nhìn đi, anh ta vẫn uy hiếp tôi.
Bạch Tuấn Khanh cậu muốn chết đúng không? Nghe Mộng Tuyết hoàn toàn nổi giận, một đá đạp Bạch Tuấn Khanh bay ra ngoài. Lập tức xin lỗi vị công tử này. Bạch Tuấn Khanh phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn trước ngực bị gãy mất 7-8 chiếc. Đứng lên giống như chó chết. Nhặt thanh hắc kim cổ đao trên mặt đất lên, dùng hai tay đưa đến trước mặt Diệp Bắc Minh, vị công tử này, tôi biết sai rồi, thật xin lỗi. Ngài nhận lấy thanh hắc kim cổ đao này đi, cầu xin ngài. Bạch Tuấn Khanh cực kỳ khuất nhục. Quỳ trên mặt đất, nâng thanh hắc kim cổ đao lên quá đỉnh đầu. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Diệp Bắc Minh cười, cầm lấy hắc kim cổ đao, vậy bản công tử liền thu nhận, về sau chờ tôi biểu diễn đi. Nghe Mộng Tuyết cười, ha ha ha, vậy cảm ơn em trai nhỏ nha. Chỉ cần Nghe Hoàng thất bại, sau này chị đảm bảo cậu được ăn ngon uống sướng tại mỹ tộc. Sâu trong đôi mắt đẹp là luồng sát ý không dễ dàng phát hiện. Bạch Tuấn Khanh tức muốn thổ huyết. Trong lòng càng gào thét như kẻ điên, tiểu tạp chủng cậu chờ đó cho tôi. Chờ sau khi việc này kết thúc ông đây nhất định sẽ nghiền nát xương cốt của cậu từng tấc một, khiến cậu chết đi như một con giun. Lúc này, Nghe Hoàng đi ra khỏi đại điện. Hai mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy Bạch Tuấn Khanh quỳ trên mặt đất, khuôn mặt sưng thành đầu heo. Anh ta sao thế? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không biết, chắc là anh ta thích quỷ đấy. Lông mày Nghe Hoàng nhíu lại, nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh một cái, đi, bây giờ chúng ta liền đi mị cảnh. Hai người quay người rời đi. Giọng Nghe Mộng Tuyết trầm xuống, đi, chúng ta cũng đi. Trên đường, Nghe Hoàng nhịn không được hỏi, vì sao Bạch Tuấn Khanh lại quỳ xuống trước anh thế? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh cười nhạt, tôi đồng ý với Nghe Mộng Tuyết, chỉ cần quấy rối cô sau khi tiến vào mị cảnh. Cô ta sẽ cho tôi 3 kiện vũ khí có khí linh. Anh đồng ý. Nghe Hoàng sững sờ. Đồng ý chứ. Diệp Bắc Minh gật đầu, có thể miễn phí lấy được 3 kiện vũ khí thông linh, sao lại không đồng ý chứ? Phụt. Nghe Hoàng che miệng, cười run rẩy hết cả người, sao trước kia tôi không nhận ra anh lại xấu tính như thế nhỉ? Hiện tại nhận ra vẫn chưa muộn, Diệp Bắc Minh cười nói. Một lát sau, sắc mặt Nghe Hoàng trở nên nghiêm nghị. Anh làm như vậy, xem như hoàn toàn đắc tội Nghe Mộng Tuyết, không đáng giá. Tôi cảm thấy rất đáng, Diệp Bắc Minh thuận miệng trả lời. Nghe Hoàng thầm thổn thức. Sao cô ta có thể biết được, 3 kiện vũ khí thông linh? Đủ để tiểu tháp mở ra thêm một tầng. Sau khi hủy diệt 5 thần tông lớn, Diệp Bắc Minh thu được gần 10 kiện vũ khí thông linh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã mở ra tầng thứ 5. Hôm nay lại lấy được thêm 3 kiện nữa. Có thể mở được tầng thứ 6. Nhiều nhất có thêm mấy chục thanh vũ khí thông linh, có lẽ tiểu tháp sẽ có thể khôi phục. Tuyệt đối đáng giá. Nhưng mà, dường như Nghe Hoàng đã hiểu nhầm. Gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi đỏ lên, gắt gỏng mắng, những hồng nhan chi kỷ kia của anh bị anh lừa gạt vào tay như thế đúng không? Cô có ý gì cơ? Diệp Bắc Minh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Nghe Hoàng tức giận trừng mắt lườm Diệp Bắc Minh, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, chuyện tốt tối hôm qua anh làm, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Anh đúng là kẻ đáng giận. Bố đã nói với tôi, anh từ chối đề nghị của ông ấy. Có điều, nếu anh có thể giúp tôi kế thừa vị trí Mị Vương, tôi có thể cho anh một cơ hội. Nhưng mà, tôi tuyệt đối không làm bé. Nói xong, cô ta rậm rậm chân rồi chạy biến. Để lại cho Diệp Bắc Minh một bóng lưng. Chỉ còn lại mình Diệp Bắc Minh đứng trong gió lộn xộn, đậu mẹ. Nghe Hoàng cô nương, cô hiểu nhầm rồi. Cuối cùng, anh đuổi kịp Nghe Hoàng tại một quảng trường. Trung tâm quảng trường, một đàn tế cao trăm trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, mỗi một cục gạch đều khắc đầy phù văn, năng lượng mạnh mẽ bao trùm từng tấc không khí. Điều khiến Diệp Bắc Minh chấn động nhất, chính là hai lão già canh giữ đàn tế. Một béo một gầy. Nhìn hai lão già trước mặt. Lần đầu tiên Diệp Bắc Minh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chỉ đối diện một ánh mắt, mà như thể bị nhìn thấu hết thảy. Nghe Hoàng giới thiệu, hai vị trưởng lão, người này là anh Diệp, Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, tại mị tộc, thực lực của hai vị trưởng lão này gần tương đương bố của tôi. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra. Như vậy còn được. Chứ nếu tùy tiện kéo hai trưởng lão của mị tộc mà có loại thực lực này, thì cũng quá kinh khủng. Hai lão già mập gầy hình như không hề có hứng thú với Diệp Bắc Minh,
chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu, Nghê Hoàng, đây chính là giúp đỡ cô mang tới. Mới chỉ là cảnh giới thiên thần, cô chắc chắn chứ? Nghê Hoàng không có bất kỳ do dự gì, gật đầu, chắc chắn. Mặc dù hai lão già hơi bất ngờ, nhưng không nói thêm lời thừa. Được, tiếp đó tôi sẽ truyền cho hai người tiến vào mị cảnh. Nhớ kỹ, hai người chỉ có thời gian 3 ngày, nếu hết thời gian mà Nghê Hoàng cô còn chưa thông qua kiểm tra của mị cảnh, sẽ bị xem là thất bại, lão già béo nhắc nhớ một câu. Nghê Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, gật đầu. Lão già béo và lão già gầy không nói nhiều nữa, tự lấy ra một ngọc bội màu đỏ như máu. Trong nháy mắt hai ngọc bội hợp nhất, toàn bộ đàn tế lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Đến khi ánh sáng màu đỏ biến mất, hai người Nghê Hoàng và Diệp Bắc Minh đã biến mất. Cùng lúc đó, vù, một quả cầu thủy tinh siêu lớn bên dưới đàn tế bỗng lập lòe, hiện ra hình ảnh của hai người Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng. Dường như hai người đang ở trong một không gian khép kín, bốn phía đều là vách tường màu xanh đen. Cả người Nghê Hoàng sửng sốt, đây là nơi nào? Đù má! Diệp Bắc Minh lại càng hồ đồ, tình huống gì đây vậy? Không gian hai người đang đứng trong đó giống y như đúc không gian bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Nếu không phải Diệp Bắc Minh vô cùng xác định, nơi này tuyệt đối không phải bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, anh thậm chí hoài nghi liệu có phải mình đi đến nhầm chỗ hay không. Lúc này, Nghê Hoàng dường như nghĩ tới điều gì đó, con người hung hăng co rụt lại. Cô ta kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Minh, anh Diệp, anh rất quen thuộc với nơi này à? Sao cô biết được? Diệp Bắc Minh vô cùng nghi ngờ. Nghê Hoàng ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, mị cảnh là nơi đặc biệt nhất của mị tộc chúng tôi, là một thế giới không gian do tổ tiên mị tộc thành lập. Nơi đây có thể thăm dò nội tâm của người tiến vào mị cảnh, từ đó bắt chước ra nơi mà trong lòng người này sợ hãi nhất hoặc để ý nhất. Nơi này là thế giới nội tâm của anh Diệp. Diệp Bắc Minh nhíu mày, sao lúc trước cô không nói? Nghê Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Bởi vì mị cảnh sẽ căn cứ vào thực lực của người mạnh nhất, biến ảo ra thế giới nội tâm của người này, tôi là cảnh giới bản nguyên sơ kỳ. Sao thực lực của anh có thể còn mạnh hơn cả tôi? Hai mắt Nghê Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Rõ ràng Diệp Bắc Minh mới cảnh giới thiên thần, còn cách cảnh giới bản nguyên 4 cảnh giới lớn. Nghê Hoàng hoàn toàn không thể nghĩ đến việc này. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, vậy bây giờ phải làm sao? Nghê Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh đầy quái dị, thực lực của anh mạnh, sẽ do người đó tham dự kiểm tra của mị cảnh. Cho nên, đương nhiên là anh Diệp rồi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn choáng váng. Để anh tham gia kiểm tra của mị tộc. Mẹ nó, chuyện này cũng quá máu chó đi. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài. Nghê Mộng Tuyết nhìn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, hỏi, con nhỏ Nghê Hoàng này đang giở trò quỷ gì? Nhìn thế nào cũng thấy sau khi cô ta tiến vào mị cảnh liền ở trong một căn phòng. Hi hi, nghe nói năm đó mẹ của Nghê Hoàng bị canh tộc bắt đi, sau đó bị người ta nhốt lại, trở thành tình cảm cấm kỵ, Bạch Tuấn Khanh cười hi hi. Mấy tháng sau sinh ra Nghê Hoàng, không lẽ nơi này chính là căn phòng kia? Nói cho cùng. Mị cảnh sẽ nhìn thẳng vào góc khiến người ta sợ hãi nhất trong nội tâm. Những người khác của mị tộc nghe xong lời này, ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngẫm. Năm đó, sau khi canh tộc bắt đi mẹ của Nghê Hoàng, mị vương lại không hề tỏ vẻ gì. Dù sao thì, năm đó mẹ của Nghê Hoàng chỉ là một nha hoàn tầm thường. Chỉ bị mị vương say rượu sủng hạnh một lần. Ai sẽ quan tâm đến sự sống chết của một nha hoàn như vậy? Ai mà ngờ được. Lúc ấy mẹ Nghê Hoàng đã mang thai. Vì để sinh ra Nghê Hoàng, bà ta chịu hết lăng nhục tại canh tộc, cuối cùng thê thảm chết đi. Canh tộc trả Nghê Hoàng lại mị tộc. Không một ai nghĩ tới, huyết mạch của Nghê Hoàng lại cực kỳ mạnh mẽ, gần như thừa kế hoàn hảo huyết mạch của mị vương. Cho dù mị vương dốc hết khả năng đền bù cho Nghê Hoàng, đều không thể bù đắp những tổn thương do mẹ cô ta mang đến. Lúc mọi người đang cười đùa. Đột nhiên. Bạch Tuấn Khanh chỉ vào quả cầu thủy tinh, mau nhìn kia, trong mị cảnh xảy ra biến hóa. Chỉ thấy, trước người Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng chậm rãi xuất hiện ba bục cao nhỏ. Bục cao nhỏ thứ nhất đặt một tờ giấy ố vàng. Bục cao nhỏ thứ hai đặt một đống dược liệu. Bục cao nhỏ thứ ba là một đan đỉnh luyện đan. Nghê Hoàng đi đến trước bục cao nhỏ đầu tiên,
nhìn thoáng qua chữ viết trên giấy, rồi quay đầu nói, anh Diệp, tôi biết thuật luyện đan của anh không tệ, phải chăng đã đạt tới cảnh giới đan tổ? Diệp Bắc Minh lắc đầu, hẳn là chưa đến đâu. Thế xong rồi. Khuôn mặt Nghê Hoàng chìm trong vẻ hồn bay phách lạc, cả người như một quả cầu ra xì hơi, đây là một đan phương thượng cổ, trên đó ghi lại một loại đan dược trước thượng cổ. Mị cảnh sẽ kiểm tra người tiến vào từng lĩnh vực một, nếu trên con đường luyện đan, anh Diệp vẫn chưa đạt tới cảnh giới đan tổ. Sợ là chúng ta không có hy vọng. Nghê Hoàng nảy ra xúc động muốn khóc. Cô ta làm đủ hết chuẩn bị, không ngờ đến cả cơ hội thử một lần cũng không có. Bên ngoài, mọi người mị tộc nhìn xuyên qua quả cầu thủy tinh, chứng kiến toàn bộ bên trong mị cảnh. Dược liệu, đan đỉnh, chẳng lẽ là luyện đan? Trước đó có người tiến vào kiểm tra của mị cảnh, cũng có luyện đan. Có điều, Nghê Hoàng học luyện đan lúc nào? Đang lúc mọi người thấy nghi ngờ. Không tốt rồi, đây không phải mị cảnh đang kiểm tra Nghê Hoàng, mà là đang kiểm tra người trẻ tuổi kia. Lão già béo cảm nhận sự không thích hợp, sắc mặt trầm xuống. Cái gì, kiểm tra thằng rác rưởi kia á, Bạch Tuấn Khanh bối rối. Nghe Mộng Tuyết trừng lớn hai mắt, Lão Phong, ông nghiêm túc đấy à? Không có khả năng. Chẳng lẽ thực lực của thằng này còn mạnh hơn cả Nghê Hoàng? Anh ta mới cảnh giới thiên thần mà. Mà lùi 1000 bước lại nói, dù thực lực của anh ta mạnh hơn Nghê Hoàng, trong mị cảnh chỉ có người của mị tộc có thể tiếp nhận kiểm tra đi. Ánh mắt lão già béo Nghê Phong dần nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trong quả cầu thủy tinh. Lão già gầy một bên lắc đầu, không nhất định, chỉ cần là huyết mạch của bát đại vương tộc là có thể tiếp thu kiểm tra của mị cảnh. Nghê Phong gật đầu theo, như vậy, chỉ có một khả năng, tên này có được huyết mạch của bát đại vương tộc. Nghê Mộng Tuyết, Bạch Tuấn Khanh và cả những người khác của mị tộc, ai nấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bạch Tuấn Khanh chợt hiểu ra, đù má, chị họ, chẳng lẽ đây chính là biện pháp của thằng này để giúp chúng ta? Ha ha, thật bất ngờ. Nghê Mộng Tuyết kịp thời phản ứng, mỗi người chỉ có một cơ hội tiến vào mị cảnh, Nghê Hoàng đã thất bại. Vị trí mị vương là của tôi. Bạch Tuấn Khanh kích động chúc mừng chị họ, à không. Bái kiến mị vương. Bái kiến mị vương. Những người khác của mị tộc thấy vậy thì sôi nổi lên tiếng phụ họa. Đột nhiên, giọng nói của lão già mập mạp Nghê Phong vang lên, chuyện vẫn chưa kết thúc. Xẹt. Ánh mắt của mọi người xoay chuyển, tất cả đều rơi vào quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến bên cạnh Nghê Hoàng, cầm lấy toa thuốc trong tay cô ta, thượng cổ kim tủy đan. Có thể rèn luyện ra một bất diệt kim thân, thay ra đổi thịt. Bất diệt kim thân. Nhìn lời giới thiệu của toa thuốc, thân thể Diệp Bắc Minh run lên. Lúc đầu, anh đã đạt được võ kỹ có tên bất diệt kim thân quyết từ tầng thứ 2 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cho dù xét về thiên phú võ thuật mà nói thì anh cũng chỉ luyện đến tầng thứ 4. Sau đó, Diệp Bắc Minh không tiếp tục luyện tập, bởi vì chiêu thức này thực sự quá yếu. Không có ích gì cả. Chẳng lẽ bất diệt kim thân quyết là cổ võ kỹ? Cần có thượng cổ kim tủy đan phối hợp để tu luyện sao? Chẳng lẽ mọi chuyện đều có định mệnh? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống, dừng ở dược liệu và đan đỉnh bên cạnh, để tôi thử một chút. Hả? Nghê Hoàng hé mở cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Bắc Minh không giải thích, sau khi nhận toa thuốc từ tay cô ta, anh lập tức bắt tay vào chuẩn bị dược liệu. Sau khi nhanh chóng xử lý dược liệu, anh cầm đan đỉnh lên và bỏ vào đó. Lật bàn tay lại, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện hai ngọn lửa, tụ tập dưới đan đỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Mộng Tuyết trở nên tối sầm, hiện tại anh ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ta thực sự muốn luyện đan sao? Nghê Hoàng không ngừng há hốc miệng, chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, toàn bộ không gian trong mị cảnh lại tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Bùm! Một tiếng trầm vang, đan đỉnh cũng mở ra. Một viên đan dược màu vàng bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sáng chói giống như ánh mặt trời. Điều khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là trên bề mặt của viên đan dược to bằng một quả táo lại thực sự có một bản đồ kinh mạch của cơ thể con người. À, thành công rồi. Nghê Hoàng kích động nhảy dựng lên, anh Diệp, anh thực sự thành công rồi. Thượng cổ kim tủy đan, đây là thượng cổ kim tủy đan, lão già mập mạp Nghê Phong nheo mắt lại, kích động nhìn chằm chằm viên đan dược màu vàng bên trong quả cầu thủy tinh. Lão già gầy gò Nghê Khiếu cũng kích động không kém, môi run rẩy,
toàn thân làm bằng vàng, sáng chói như mặt trời. Phía trên đan dược được bao phủ bởi sơ đồ tĩnh mạch của cơ thể con người, quả thực là thượng cổ kim tủy đan. Khảo hạch trong mị cảnh lại luyện chế được một viên thượng cổ kim tủy đan. Càng không thể tưởng tượng nổi là thằng nhóc mà Nghê Hoàng dẫn về lại có thể luyện chế được thượng cổ kim tủy đan. Thấy hai người kích động như vậy, những người khác của mị tộc trông có vẻ không biết làm sao, căn bản nghe không hiểu. Nghê Mộng Tuyết không nhìn được hỏi, hai vị trưởng lão, thượng cổ kim tủy đan là đan dược gì? Nó rất lợi hại sao? Nghê Phong liếc nhìn cô ta, đây là một loại đan dược từ thời thượng cổ. Trước thời thượng cổ, những thứ mà người cổ võ theo đuổi không giống với hiện tại. Người cổ võ theo đuổi sức mạnh của bản thân, cho nên hầu hết người tu võ sẽ rèn luyện cơ thể, rất ít sử dụng binh khí. Thượng cổ kim tủy đan là vật không thể thiếu để rèn luyện cơ thể. Người cổ võ chú trọng một quyền đánh vỡ núi non, một trường tát cạn sông nước. Sau này người tu võ hiểu rõ quy tắc thiên địa, lại nghiên cứu ra sức mạnh của các loại trận pháp, đương nhiên không còn ai luyện tập cổ võ nữa. Nghe Mộng Tuyết khinh thường lắc đầu, nói vậy thì thượng cổ kim tủy đan cũng không có tác dụng gì. Làm sao người cổ võ có thể lợi hại như người tu võ ngày nay? Hiểu rõ quy luật, thế giới nằm dưới chân mình. Sức mạnh của trận pháp ngưng tụ thiên địa đại thế, tổ cảnh điều khiển một tòa trận pháp cường đại có thể chém cảnh giới bản nguyên, tiêu diệt quân cảnh chân chính. Không hiểu thì đừng giả vờ hiểu, Nghê Phong hừ lạnh một tiếng. Nghê Mộng Tuyết có chút xấu hổ, bởi vì đối phương là trưởng lão nên cô ta không dám nổi giận, có gì không đúng sao? Khuôn mặt già nua của Nghê Phong nghiêm túc, cô không hiểu, người cổ võ có thể thực sự luyện tới cổ võ đỉnh phong còn đáng sợ hơn nhiều so với người tu võ hiểu được quy tắc. Một quyền của người cổ võ đứng đầu có thể phá vỡ hàng rào không gian. Cho dù cô có hiểu rõ quy tắc và trận pháp chấn động đến đâu thì thân thể cũng có thể bị đập nát tan tành. Nghe vậy, mọi người ở mị tộc hít một hơi khí lạnh. Nghe Mộng Tuyết nuốt nước miếng. Nếu người cổ võ lợi hại như vậy thì tại sao bọn họ lại biến mất? Nghe Phong liếc nhìn Nghe Mộng Tuyết, nói đầy ẩn ý, gia tộc đã biến mất kia từng là cổ võ nhất mạch. À, Nghe Mộng Tuyết há miệng, là bọn họ. Cùng lúc đó, thượng cổ kim tủy đan lập tức hòa tan và biến mất. Hoàn cảnh xung quanh Diệp Bắc Minh và Nghe Hoàng thay đổi, bọn họ xuất hiện ở chỗ sâu trong núi non địa hỏa. Nham thạch nóng chảy khắp nơi, từng làn sóng năng lượng rực cháy tấn công. Toàn thân Nghê Hoàng ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính chặt vào da thịt. Chỉ cần Diệp Bắc Minh liếc nhìn thì có thể thấy rõ ràng, nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức, địa hỏa quật dưới lòng đất của di tích Côn Luân. Ngay cả cái này cũng được chuyển đổi. Nhiệt độ cao quá. Nghê Hoàng lấy ra một chiếc quạt tròn không ngừng quạt, lần này lại phải khảo hạch cái gì đây? Vèo. Đột nhiên, một thiên thạch ngoài vũ trụ từ trên trời rơi xuống chỗ sâu của nham thạch. Hư không chập chờn dao động, một bản đồ rèn kiếm có phong cách cổ xưa xuất hiện. Rèn kiếm, đây không phải làm khó người khác sao? Nghê Hoàng có chút tức giận, ai tu võ mà có thiên phú kinh khủng như vậy, có thuật luyện đan không ai sánh bằng. Lại còn biết cả luyện khí. Diệp Bắc Minh sờ lỗ mũi, tôi có thể đấy. Hả? Nghê Hoàng hơi hé mở chiếc miệng nhỏ nhắn. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, không để ý đến nham thạch nóng chảy. Giơ tay lên nắm chặt không trung. Một con huyết long lao ra và đâm vào trong hồ nham thạch, lấy thiên thạch ngoài vũ trụ ra. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, đón lấy thiên thạch ngoài vũ trụ, đồng thời trong lòng bàn tay anh xuất hiện một chiếc chùy sắt màu đen, dùng sức đánh mạnh vào nó. Có một tiếng nổ lớn. Thiên thạch ngoài vũ trụ khẽ run lên. Diệp Bắc Minh điên cuồng vung chùy sắt, đồng thời giơ tay lên lần lượt khắc phù văn. Nửa ngày sau. Gào. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời, theo sau là một thanh kiếm cổ màu đen trực tiếp lao ra. Toàn bộ địa hỏa quật bên trong kiếm ý tung hoành ngang dọc, thần kiếm không ngừng vang lên. Đám người bên ngoài đều chấn động. Từng tròng mắt đều muốn nứt ra. Nghê Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh lại sợ hãi đến cực điểm. Dù mọi thứ bên trong mị cảnh đều là ảo ảnh nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được không khí ớn lạnh vô cùng chân thật khi nhìn vào màn hình. Nếu như mọi chuyện là thật, Diệp Bắc Minh nhất định có thể chế tạo ra một thanh thần kiếm giống hệt. Thằng nhóc này chẳng những có thể luyện chế đan dược mà còn có thể luyện chế vũ khí sao? Quả thực nghịch thiên. Đệt. Đây là quái vật gì thế này? Nghe Mộng Tuyết khàn khàn nói,
Bạch Tuấn Khanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu không biết thằng nhóc này sao? Cậu chắc chắn cậu ta đến đây giúp tôi chứ? Sao bà đây lại cảm thấy cậu ta như đang giúp Nghê Hoàng vậy? Cậu ta tên là gì? Bạch Tuấn Khanh nuốt nước miếng, chị họ, em không biết. Nghê Mộng Tuyết lại hỏi, thân phận là gì? Đến từ đâu? Bạch Tuấn Khanh lại lắc đầu, không biết. Trong mắt Nghê Mộng Tuyết toát ra sát ý, cậu ta thuộc gia tộc nào trong bát đại gia tộc? Bạch Tuấn Khanh vẫn lắc đầu, em, không biết. Ánh mắt Nghê Mộng Tuyết đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô ta không chút do dự tung một cú đá, cậu cái gì cũng không biết, tôi giữ cậu lại làm gì hả? Phụt! Bạch Tuấn Khanh phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, 7-8 cái xương ngực đều bị gãy. Rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch thế nào, Nghê Mộng Tuyết cuối cùng cũng cảm thấy bị uy hiếp. Cùng lúc đó, trong mị cảnh, trong khoảnh khắc thần kiếm hoàn thành, khung cảnh xung quanh lại thay đổi, Nghê Hoàng và Diệp Bắc Minh rơi vào trong một trận pháp ngút trời. Huyết quang lóe lên khắp nơi, sát khí như cuồng phong quét tới. A! À, Nghê Hoàng kêu lên thảm thiết, thân thể bay ra ngoài ngay tại chỗ. Trên người xuất hiện hàng trăm vết thương, quần áo bị xé rách, máu tươi chảy ra từ đó. Diệp Bắc Minh cười lạnh, lại dám sử dụng sức mạnh trận pháp trước mặt tôi. Phá cho tôi! Anh tiến lên một bước. Trực tiếp dẫm nát tâm trận. Chỉ nghe một tiếng rắc, tất cả sát khí xung quanh đột nhiên tiêu tan. Một giây kế tiếp, một giọng nói trong mị cảnh vang lên, đã vượt qua khảo hạch, dáng vẻ của người trời. Diệp Bắc Minh, vị vua nhiệm kỳ tiếp theo của mị tộc. Cằm của Nghê Hoàng càng ngày càng dài ra, nhanh như vậy đã kết thúc sao? Vua của mị tộc, anh trở thành vua của mị tộc, vậy còn tôi thì sao? Diệp Bắc Minh, vị vua nhiệm kỳ tiếp theo của mị tộc. Âm thanh truyền khắp toàn bộ mị tộc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thánh đàn, Diệp Bắc Minh. Là ai? Sao tôi chưa từng nghe nói qua cái tên này? Hôm nay chẳng phải Nghê Hoàng tiến vào mị cảnh tham gia khảo hạch à? Tại sao lại xuất hiện một Diệp Bắc Minh thế? Bên ngoài thánh đàn, vô số người của mị tộc đều bối rối nhìn về phía thánh đàn. Đại điện mị tộc. Sau khi nghe được giọng nói đó, khóe miệng của Mị Vương hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Diệp Bắc Minh, cậu cho rằng mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Nếu cậu không cần con gái của tôi thì tôi tặng cho cậu toàn bộ mị tộc, cậu cũng không thể thoát được đâu, ha ha. Trên khóe miệng vẫn còn nụ cười. Nhưng sự sống trong đôi mắt cũng dần tiêu tán. Dưới thánh đàn, Nghê Mộng Tuyết thất hồn lạc phách hét lên, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thằng nhóc này cũng không phải là người của mị tộc, sao có thể trở thành vua của mị tộc? Có vấn đề, những chuyện này nhất định có vấn đề, nhất định là con khốn Nghê Hoàng này dở trò quỷ. Các cao tầng của mị tộc xung quanh thánh đàn đang thấp giọng nghị luận. Lúc này, trong hư không xuất hiện dao động, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng bước ra từ trong mị cảnh, đứng ở trên thánh đàn cao trăm trượng. Xẹt! Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người họ. Thằng nhóc kia, cậu dám đùa giỡn với tôi. Giọng nói lạnh thấu xương của Nghê Mộng Tuyết, cả đời này, Nghê Mộng Tuyết tôi ghét nhất chính là bị lừa dối. Hai vị trưởng lão, Nghê Hoàng bắt tay với thằng nhóc này để giành lấy ngôi vị Mị Vương. Bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ rằng hai người này đang cấu kết với nhau làm việc xấu, gây ra tổn hại cho mị tộc. Tôi thỉnh cầu hai vị trưởng lão lập tức bắt hai người kia lại, trực tiếp siêu hồn để tra rõ mọi chuyện. Nghê Phong và Nghê Khiếu nhìn hai người trên thánh đàn. Lão già mập mạp Nghê Phong nói, Nghê Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người này không phải do cô mời tới để trợ giúp sao? Tại sao cuối cùng mị cảnh không chọn cô mà lại chọn cậu ta? Lão già gầy gò Nghê Khiếu lạnh lùng quát, hôm nay cô nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Nghê Hoàng mở miệng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, xin hai người nghe tôi giải thích, mị cảnh có một giới hạn. Mọi người đều biết mị cảnh sẽ mặc định chọn người có thực lực cao nhất tham gia vào mị cảnh để khảo hạch, thực lực của anh Diệp quả thực mạnh hơn tôi. Cho nên mị cảnh mới lựa chọn anh ấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Nghê Mộng Tuyết trực tiếp bật cười thành tiếng, ha ha ha, Nghê Hoàng, cô có thể bịa ra một lý do nào chân thật hơn một chút được không? Thực lực của cô là cảnh giới bản nguyên, trong khi thằng nhóc này chỉ mới ở cảnh giới thiên thần. Thực lực của cậu ta lại mạnh hơn cô.
sao cô có thể nói ra mấy lời như vậy? Hơn nữa đại trưởng lão, tôi thấy nhất định là Nghê Hoàng không thể tự mình vượt qua khảo hạch mị cảnh, cho nên mới cố ý tìm tên khốn này để gây sự. Không biết bọn họ dùng thủ đoạn mờ ám nào để vượt qua khảo hạch của mị cảnh. Tôi đề nghị trực tiếp siêu hồn của hai người này. Sắc mặt Nghê Hoàng thay đổi đáng kể, lập tức tiến lên một bước, không được. Tôi có thể dùng sơ tâm võ đạo để thề. Sơ tâm võ đạo có thể đại diện cái gì chứ? Nếu trong lòng cô không có quỷ thì tại sao lại sợ siêu hồn? Nghe Mộng Tuyết khẽ quát một tiếng. Tôi đồng ý với cách nói của Mộng Tuyết. Siêu hồn là biện pháp tốt nhất. Tôi cũng đồng ý siêu hồn hai người này. Những người khác của mị tộc xung quanh thánh đàn gật đầu phụ họa, rõ ràng tất cả đều hướng về Nghê Mộng Tuyết. Nghê Phong nhướng mày một cái, Nghê Hoàng, mọi người đồng ý như vậy, thế thì đành phải khiến cô tủi thân một chút rồi. Đại trưởng lão, chúng tôi thực sự không có. Hai mắt Nghê Hoàng đỏ lên, nếu như nhất định phải siêu hồn thì chỉ cần siêu hồn một mình tôi là được. Anh Diệp TTH thực sự không có. Lời còn chưa nói xong. Ở lối vào thánh đàn có một sự náo động, một người phụ nữ trẻ trong bộ quần áo lộng lẫy, nhìn mặt khoảng ngoài 30 dẫn một theo một đám người với khí thế hung hăng xông vào. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nghê Mộng Tuyết bất ngờ. Khuôn mặt già nua của Nghê Phong trầm xuống, bà Bạch, nơi này là thánh đàn của mị tộc. Sao người của nhà họ Bạch có thể tùy tiện xông vào thế? Bà Bạch hừ lạnh một tiếng, mị vương đã băng hà, tôi là vợ của ông ấy. Hiện tại chắc hẳn tôi nên thay mặt ông ấy xử lý tất cả công việc của mị tộc. Tôi không thể đến thánh đàn sao? Cái gì, nhà vua đã băng hà? Nghê Phong và Nghê Khiếu đều nheo mắt lại. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được rõ ràng. Khi nghe tin mị vương băng hà, thân thể mềm mại của Nghê Hoàng khẽ run lên. Quay đầu nhìn lại, đôi mắt xinh đẹp của cô ta bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Bà Bạch gật đầu, không sai. Trước khi Mị Vương băng hà đã hạ lệnh để cho Mộng Tuyết thừa kế ngôi vị Mị Vương. Nghê Phong và Nghê Khiếu liếc nhìn nhau, hơi nhíu mày, nhưng Nghê Hoàng và Diệp Bắc Minh này đã thành công vượt qua khảo hạch của Mị Cảnh đã lựa chọn vị này kế nhiệm ngôi vị Mị Vương đời tiếp theo. Ha ha! Bà Bạch lắc đầu cười lạnh, sao ngôi vị Mị Vương có thể rơi vào tay người ngoài được? Tôi thấy hai vị trưởng lão đều hồ đồ cả rồi. Về phần hai người này... Hiện tại tôi có lý do nghi ngờ bọn họ có mưu đồ gây rối. Người đâu, bắt lại cho tôi. Vâng. Sáu lão già thuộc cảnh giới bản nguyên đứng sau lưng bà Bạch trực tiếp leo lên thánh đàn. Lão già mập mạp Nghê Phong nhướng mày một cái, vừa định ngăn cản. Lão già gầy gò Nghê Khiếu bên cạnh lắc đầu với ông ta, sau đó đưa ánh mắt trao đổi. Hai người không hẹn mà cùng lùi về phía sau hai bước. Trong mắt sáu lão già đều mang theo sát ý lạnh lùng, cô Nghê Hoàng, tốt nhất hai người nên đưa tay chịu trói đi, đừng làm chúng tôi khó xử. Nghê Hoàng bước tới ngăn ở trước mặt Diệp Bắc Minh, nơi này là mị tộc, mau xuống khỏi thánh đàn của mị tộc. Xem ra cô Nghê Hoàng chưa sẵn sàng để đưa tay chịu trói, vậy chúng tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa, lão già có râu dẫn đầu, nhếch mép cười nói. Sáu người đồng thời ra tay, một sức mạnh như sóng thần bùng nổ. Nghê Hoàng căn bản không thể chống cự được. Phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như lá rụng trong gió thu, mắt thấy bản thân sắp rời khỏi thánh đàn cao trăm trượng. Một giây kế tiếp, đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Hai người chậm rãi đáp xuống bên mép thánh đàn. Anh Diệp, cảm ơn. Phụt, Nghê Hoàng vừa mới mở miệng thì lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh lấy ra mấy viên thuốc đút cho cô ta, đừng nói chuyện. Thằng nhóc kia. Ngoan ngoãn nghe lời bà Bạch, tránh cho phải chịu khổ, lão già có râu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, vẫn chưa ra tay. Thản nhiên nói, quỳ xuống. Áp lực của cảnh giới bản nguyên tấn công tới. Ông xứng đáng sao? Diệp Bắc Minh không hề bị ảnh hưởng, bật cười chế nhạo. Tự tìm cái chết. Lão già có râu khẽ quát một tiếng, nhanh chóng lao tới. Bàn tay gầy guộc tóm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh dậm mạnh chân. Sát khí ngút trời trên người điên cuồng phun ra. Gào. Chín con ma long màu đen lao ra từ phía sau. Ma tộc. Mọi người đều sửng sốt. Một giây tiếp theo, chín con ma long màu đen ngăn cản lão già có râu, một tiếng nổ tung. Phụt. Lão già có râu phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập mạnh xuống dưới thánh đàn, đúng lúc lăn đến bên cạnh bà Bạch. Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng trên thánh đàn đã sớm không thấy bóng dáng.
đồ vô dụng. Bà Bạch giẫm mạnh lên đầu lão già có râu. Mọi người đều sợ hãi, thật quá tàn nhẫn. Một giây kế tiếp, bà Bạch nhìn về phía hai người Nghê Phong và Nghê Hoàng, hai vị trưởng lão nhìn thấy không? Chẳng lẽ muốn để người của ma tộc kế nhiệm ngôi vị mị tộc của tôi sao? Các người thực sự quá hồ đồ. Người đâu, Nghê Hoàng cấu kết ma tộc, giết không tha. Ai lấy được đầu của Nghê Hoàng và tên nhóc ma tộc này thì sẽ được ban thưởng một ngôi vị cung phụng trong mị tộc. Vâng. Trong mắt năm ông già còn lại hiện lên vẻ kinh ngạc, trực tiếp đuổi theo. Diệp Bắc Minh ôm Nghê Hoàng, một hơi lao đi ngàn dặm. Tìm được một sơn động rồi chui vào đó ẩn nấp, để lại một luồng hơi thở hỗn loạn ở cửa hang để phong bế tất cả khí vị. Hai người có thể cảm nhận được rõ ràng có hơn chục làn sóng người đang bay ngang qua bên ngoài hang động. Nghê Hoàng cắn răng đứng lên, không được, tôi phải quay về. Cô ta vừa định đứng dậy và tiến lên một bước, cả người lảo đảo. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, bây giờ cô quay về thì cũng chỉ chịu chết thôi. Đương nhiên, nếu như cô muốn chết thì tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nghê Hoàng ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ cười, xem ra Mỹ Vương đã che chở cô rất tốt, ngay cả những âm mưu tranh đoạt trong đại tộc mà cô cũng không biết. Trong đế quốc của người phàm, tiết mục cửu tử đoạt đích chỉ vì một ngôi vị Mỹ Vương. Cô thân là người thừa kế của bát đại vương tộc Mỹ tộc mà lại không chịu nổi đòn đả kích này sao? Tôi nói cái này, đây căn bản không phải đả kích cô, đáng lẽ cô phải sớm đoán được những chuyện này mới đúng. Cho dù hôm nay Mỹ Cảnh lựa chọn cô thì bà Bạch cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải khiến cô chết không có chỗ chôn. Nghê Hoàng sững sờ tại chỗ. Chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, anh cảm thấy tôi nên làm gì bây giờ? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt mở miệng, cô có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là đâm đầu chết tại chỗ này. Anh! Trong đôi mắt xinh đẹp của Nghê Hoàng tràn đầy lửa giận. Thứ hai, biến bi thương trở thành sức mạnh, nếu không chết thì vẫn có cơ hội trở mình. Nghê Hoàng giống như quả bóng bị xì hơi, thế lực của nhà họ Bạch quá lớn, tôi còn có cơ hội sao? Diệp Bắc Minh cau mày, lai lịch của nhà họ Bạch ra sao? Mị tộc nói thế nào cũng là bát đại vương tộc, sao có thể tùy tiện để mặc bà Bạch gây thao túng như vậy? Nghê Hoàng vừa định mở miệng. Đừng nói chuyện, có người tới, Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Bên ngoài hang động, trên trời cao hàng trăm mét, bà Bạch dẫn một đám người đứng trong không trung. Nghê Hoàng có chút lo lắng, bọn họ sẽ không phát hiện ra nơi này chứ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, yên tâm, tôi đã che giấu hết hơi thở, nếu như muốn thì đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Nghe Mộng Tuyết nghiến răng, con khốn này với thằng nhóc kia chạy còn nhanh hơn cả chó. Nếu để tôi bắt được thì tôi nhất định sẽ moi hết từng tấc máu thịt để quăng cho chó ăn. Bà Bạch hừ lạnh một tiếng, con cũng là phế vật vô dụng, không phải đã cam đoan với mẹ rằng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của con sao? Tại sao lại để cho Nghê Hoàng vượt qua khảo hạch của Mỹ Cảnh? Nếu để hai người này chạy trốn, con cho rằng mình có thể trở thành vua của Mỹ tộc sao? Nghê Mộng Tuyết cúi đầu, trong mắt tràn đầy oán hận và nhục nhã. Bạch Tuấn Khanh ở bên cạnh thậm chí không dám nói một lời. Lúc này, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ giống bà Bạch từ trong bước ra. Vừa nhìn thấy người này, con người Nghê Hoàng co lại, trưởng lão Bạch Tông Hà của một trong tứ đại thánh địa, sao ông ta lại ở đây? Bùm! Trong không gian bên trong của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục vang lên một tiếng. Cảm nhận được một mối uy hiếp to lớn. Chủ nhân, người này có thực lực rất mạnh, cẩn thận, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm nhắc nhở. Bạch Tông Hà bước vào hư không, liếc mắt nhìn bốn phía, em gái, gấp gáp tìm anh như vậy là có chuyện gì? Tông môn của anh đang có chút rắc rối, anh có việc gấp cần làm, có chuyện gì thì mau nói đi, anh còn phải trở về nữa. Anh, bà Bạch trông rất vui mừng, nhanh chóng giải thích chuyện gì đã xảy ra với Mị tộc. Bạch Tông Hà với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cái gì? Mị Vương đã băng hà. Phải, bà Bạch nặng nề gật đầu. Cuối cùng thì em cũng thoát khỏi ông già chết tiệt kia. Cứ nghĩ một người trẻ trung như hoa như ngọc là em lại phải gả cho ông ta. Em còn không ngại khổ cực mà sinh Mộng Tuyết cho ông ta, vậy mà ông ta không chuẩn bị truyền lại ngôi vị vua của Mị tộc cho Mộng Tuyết.
con khốn Nghê Hoàng kia không biết từ đâu dẫn về một thằng nhóc ma tộc, bây giờ thằng nhóc kia đã được Mị Cảnh chọn chúng làm người đứng đầu Mị tộc. Dùng một hơi kể lại những chuyện xảy ra với Mị tộc. Cuối cùng, bà Bạch giữ chặt tay Bạch Tông Hà, anh, em muốn dùng thiên nhãn của anh để tìm và bắt con khốn kia cùng với thằng nhóc thuộc ma tộc đó. Bạch Tông Hà gật đầu, sau đó giữa lông mày lóe lên một tia sáng màu vàng. Thực sự xuất hiện một con mắt nhỏ. Thiên nhãn chậm rãi mở ra, không có gì có thể che giấu. Đột nhiên, con mắt dọc giữa lông mày của Bạch Tông Hà trầm xuống, nhìn xuống phía dưới của một sơn động, ở nơi này. Tung một chưởng ra. Bùm! Cửa sơn động nổ tung, khói bụi bay khắp trời. Bạch Tông Hà tiến lên một bước, giống như ngôi đáp xuống cửa sơn động, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sơn động. Bà Bạch cùng mấy chục người xông tới, bao vây cửa sơn động đến mức nước cũng không chảy vào được. Đến khi bụi mù tản đi, Bạch Tông Hà bước vào trong sơn động. Bên trong trống trơn, chỉ có một vài miếng băng gạc đẫm máu. Chết tiệt! Bà Bạch nhặt miếng gạc lên nhìn rồi ném xuống đất, bọn họ đã nghỉ ở đây, chúng ta đã đến trễ một bước. Con mắt nhỏ thứ ba của Bạch Tông Hà lóe lên, nhìn khắp sơn động và lắc đầu, không có ai. Cùng lúc đó, trong một góc của sơn động, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng mặt đối mặt ở chung một chỗ, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được Nghê Hoàng đang khẽ run. Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái. Ngay lúc Bạch Tông Hà bước vào sơn động, anh cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục vốn đã im lặng hồi lâu, bao trùm lấy hai người. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, ôm Nghê Hoàng lui vào một góc của sơn động. Lúc này, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng cách đám người Bạch Tông Hà chưa đầy 10 mét. Bà Bạch không cam lòng, đi vòng quanh sơn động một vòng. Khoảng cách gần nhất của hai người là chưa đến 1 mét. Nhưng bà Bạch chỉ đi thẳng tới, giống như bị mù vậy, phớt lờ sự tồn tại của họ. Nghê Hoàng mở to hai mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà ta không nhìn thấy chúng ta sao? Tìm kiếm một hồi cũng không có kết quả, sắc mặt của bà Bạch có chút khó coi, tất cả các người đều đi ra ngoài canh giữ cửa sơn động cho tôi. Vâng, những người khác đều lui ra ngoài. Chỉ còn lại hai người Nghê Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh. Hai đứa cũng ra khỏi đây đi. Bà Bạch không nhịn được quát lên. Hai người lặng lẽ rời khỏi sơn động. Bà Bạch giơ tay lên tung ra một đạo cấm chế, phong tỏa lối vào của sơn động. Lập tức sốt ruột hỏi, anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thần quốc có biến sao? Bạch Tông Hà không có bất kỳ biểu cảm gì, đột nhiên thốt lên một câu, mới một ngày trước, vật được cung phụng trong tứ đại thánh địa đột nhiên có phản ứng. Bọn họ có thể đã trở lại. Bọn họ. Bà Bạch có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, chờ một chút. Người có thể khiến cho tứ đại thánh địa cùng lúc xem trọng, chẳng lẽ là... chấm, hoa tộc. Hai chữ vừa thốt lên. Một tia sét hình huyết long nổ ra trên bầu trời, trong nháy mắt thay đổi bất ngờ. Im miệng. Bạch Tông Hà khẽ quát một tiếng, hai chữ này vô cùng cấm kỵ. Tuyệt đối không được nói nữa. Bà Bạch sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời, nuốt nước miếng một cái, anh, bọn họ thực sự đã trở về sao? Bạch Tông Hà trịnh trọng gật đầu, nhìn vào phản ứng của vật kia thì e rằng là thật. Chỉ là vẫn chưa xác định được bọn họ ở nơi nào. Tuy nhiên, chúng ta phát hiện được một cứ điểm, hiện tại đang bị vây hãm, có lẽ có liên quan đến tộc này. Những người khác đã đuổi theo rồi, anh cũng phải lập tức rời đi. Bà Bạch kích động, anh, em cũng muốn đi xem. Bạch Tông Hà trịnh trọng lắc đầu, em tốt nhất vẫn nên tự bảo trọng đi, nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc với anh nữa. Nói xong, Bạch Tông Hà vội vàng rời khỏi hang động và biến mất. Bà Bạch nhíu chặt mày, hừ lạnh một tiếng, hừ, còn không phải sợ tôi đoạt đi quyền lợi sao? Sau khi tộc kia bị tiêu diệt, còn lại bao nhiêu tài nguyên? Dựa vào tài nguyên của tộc đó, các người thậm chí còn xây dựng nên tứ đại thánh địa. Tôi nói này, thần quân chỉ sợ người trong tộc đó quay lại cướp mất vị trí của ông ta thôi. Nếu không phải tộc kia không có lòng dạ thành lập thần quốc thì bây giờ còn không biết ai mới là người đứng đầu thần quốc hỗn độn đâu. Nghe đến lời này, trong mắt Diệp Bắc Minh phát ra sát ý lạnh như băng. Hừ, bà Bạch cảm thấy có gì đó không ổn. Có chút ngập ngừng nhìn về chỗ hai người đang ẩn nấp. Không nhịn được đi về phía góc sơn động, nghi hoặc nhìn góc tối trước mặt.
phía trước chẳng có gì cả. Không có gì cả. Vậy cảm giác ớn lạnh vừa rồi đến từ đâu vậy? Đúng lúc bà Bạch đang nghi ngờ. Phía trước cách đó 1 mét, một đạo kiếm khí huyết sắc đột nhiên bùng nổ. Xẹt! Là các người! Bà Bạch sợ đến mức con người co rút lại, muốn lui về phía sau. Tuy Bạch phu nhân chỉ là cảnh giới bản nguyên sơ kỳ, nhưng tốc độ phản ứng cực kỳ kinh người. Gần như lúc Diệp Bắc Minh ra tay đã nhanh chóng lùi lại. Gru! Một tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long xuất hiện phía sau Bạch phu nhân. Cái gì? Khi bà ta quay đầu, huyết quang lóe lên rồi vụt tắt. Tất cả diễn ra quá nhanh. Bạch phu nhân vốn không kịp tránh, cái cổ trắng nõn hiện lên một đường vết máu. Vết thương nứt ra, đầu người thụp rơi xuống đất. Tiếng gì vậy? Nghe Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía động huyệt một cách quỷ dị. Một cái đầu người bay ra, lăn đến dưới chân hai người. Cái đầu của Bạch phu nhân vẫn sót lại biểu cảm không dám tin, hai người này lại vẫn ở trong sơn động, hơn nữa còn ở ngay trước mặt họ. Mẹ! Đôi mắt của Nghê Mộng Tuyết lập tức đầy tia máu, gào thét như phát điên, đây là đầu của mẹ tôi. Bạch Tuấn Khanh, tôi đang nằm mơ phải không? Ực ực, đây. Cả người Bạch Tuấn Khanh cứng đờ tại chỗ, suýt nữa sợ chết. Liền sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng từ trong động đi ra, cô không nằm mơ, mẹ cô chết rồi. Nghê Mộng Tuyết tức đến gần như ngất đi, toàn thân run lên thét, giết hắn đi. Bạch Tuấn Khanh, giết hắn cho tôi. Bạch Tuấn Khanh bước ra một bước, khí băng lạnh và sát cơ trên người cùng tỏa ra, đồ tạp chủng, tao thề nhất định phải lột da rút gân mày, nghiền nát từng khúc xương của mày. Cho mày chết một cách thê thảm giống như sâu trùng, chính là bây giờ. Thực lực cảnh giới bản nguyên sơ kỳ bùng phát toàn bộ, nhảy vút lên. Bàn chân đạp về phía mặt của Diệp Bắc Minh. Chuẩn bị dẫm nát. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cũng đạp một cú ra. Khoảnh khắc chân của hai người chạm vào nhau, chân của Bạch Tuấn Khanh truyền đến tiếng bức bối, giống như đá phải tấm sắt. A! Bạch Tuấn Khanh kêu thảm bay ra. Phập, một tiếng đập mạnh xuống đất, cái chân vừa nãy méo mó với một độ cong vô cùng khủng bố. Xương đâm xuyên thịt. Bạch Tuấn Khanh đâu đến gần như chết ngất, khuôn mặt méo mó và kinh hãi, mày. Thực lực của mày, làm sao có thể? Đáng chết, anh đang che giấu thực lực. Thực lực thực sự của anh không phải là cảnh giới thiên thân, Nghê Mộng Tuyết hiểu ra. Cô ta rất thông minh, lập tức đoán ra Diệp Bắc Minh đang che giấu, tôi biết rồi, chẳng trách mị cảnh chọn anh đến sát hạch. Xem ra Nghê Hoàng đã nói thật, thực lực của anh thực sự mạnh hơn cô ta. Rốt cuộc anh là ai? Trăm phương ngàn kế vào mị tộc muốn làm gì? Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, hiện trường chỉ có hai người Nghê Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh. Những người cảnh giới bản nguyên còn lại đang tìm kiếm anh ở gần đây, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng. Một ý nghĩ, ảnh thuấn. Xuất hiện một cách quỷ dị trước Nghê Mộng Tuyết, đập một quyền về phía đầu của cô ta. Nghê Mộng Tuyết bay ngược lùi lại như sét đánh, cú đấm của Diệp Bắc Minh lại sượt qua chóp mũi của cô ta. Tốc độ quá nhanh. Nhóc con, tôi là cảnh giới bản nguyên, anh tưởng tôi là phế vật như Bạch Tuấn Khanh chắc. Nghê Mộng Tuyết nhìn ra thực lực của Diệp Bắc Minh, gần bằng cô ta. Đã như vậy, cô ta không sợ. Đao đến. Quát nhẹ một tiếng. Chiếc nhẫn chữ vật của Nghê Mộng Tuyết tinh tang tang vang lên một hồi, hàng cục con phi đao ảo ra, chút đến như viên đạn. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại, phi đao đuổi theo đến cùng. Mỗi một thanh phi đao đều được thần hồn của Nghê Mộng Tuyết điều khiển, giống như có mắt vậy. Phối hợp một cách vô cùng ăn ý. Mười mấy hiệp liền, Diệp Bắc Minh đã phát hiện vấn đề. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, cô gái này có tốc độ quá nhanh, cho dù mình dùng ảnh thuấn đánh lén, cô ta cũng có thể phản ứng. Cứ như vậy cũng không phải cách. Diệp Bắc Minh vừa tránh phi đao, vừa nhanh chóng suy nghĩ. Phải HCO cô ta buông lỏng cảnh giác. Bán chút máu vậy. Sau khi nghĩ kỹ đối sách, Diệp Bắc Minh cố ý giảm tốc độ, trên người xuất hiện mấy vết thương khủng bố. Bất kỳ vết thương nào mà sâu thêm một chút thì cũng đều vô cùng chí mạng. Anh Diệp, cẩn thận. Nghê Hoàng nhìn mà kinh hồn bạt vía, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ha ha ha, đồ tạp chủng, tôi xem anh chạy đi đâu. Nghê Mộng Tuyết không ngừng cười lạnh lùng, trong đôi mắt đầy tia máu,
anh giết mẹ của tôi phải băm vằm anh ra làm trăm mảnh. Tôi phải cắt xuống từng tấc máu thịt của anh. Giết! Xoạt, xoạt, xoạt. Phi đao ngập trời cuồn cuộn đến, phong tỏa tất cả đường lui của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nheo mắt, dứt khoát đứng tại chỗ từ bỏ kháng cự. Dường như đang đợi chết. Xoạt, xoạt, xoạt. Mấy chục phi đao dừng lại, lơ lửng dừng trước các vị trí đôi mắt, cổ họng, trái tim, đan điền của Diệp Bắc Minh. Chỉ cần Nghe Mộng Tuyết hạ lệnh một tiếng, phi đao đã có thể đâm vào anh như tổ ong. Anh Diệp! Nghe Hoàng tuyệt vọng. Ha ha ha! Nghe Mộng Tuyết cười lớn điên cuồng, đồ tạp chủng, bản cô nương tưởng anh có bản lĩnh thế nào chứ? Cũng chỉ vậy thôi hả? Muốn giết thì giết, cô phí lời làm gì, Diệp Bắc Minh bình tĩnh. Ha ha, tôi đã nói, sẽ hành hạ anh đến chết. Nghe Mộng Tuyết nắm chặt năm ngón tay. Phi đao lơ lửng ở vị trí trước đôi mắt của Diệp Bắc Minh rạch một đường, xoẹt một tiếng để lại một vết rạch sâu đến có thể nhìn thấy xương trên mặt. Anh Diệp! Nghe Hoàng kinh hãi kêu một tiếng, Nghe Mộng Tuyết, đây là ân oán giữa chúng ta, cô tha cho anh ta đi. Tha cho anh ta, sao cô phải quan tâm anh ta như vậy, chẳng lẽ cô thích anh ta hả? Khóe miệng Nghe Mộng Tuyết nhếch nụ cười chế giễu, bước từng bước đến. 100 mét. Nghe Hoàng cắn chặt đôi môi, tha cho anh ta đi. 90 mét. Tôi khinh, cô nóng lòng hả? Nghe Mộng Tuyết khà khà lắc đầu, cô quỳ xuống cầu xin tôi đi, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, không chừng tôi sẽ tha cho anh ta đấy. 80 mét. 70 mét. 50 mét. Nghe Hoàng cong hai đầu gối xuống, trực tiếp quỳ dưới đất. Tôi xin cô tha cho anh ta, tôi để tùy cô xử lý. Ấy! Nghe Mộng Tuyết vui mừng đến sắp nhảy lên, tỷ tỷ tốt của tôi, cô lại quỳ trước tôi vì một tên tạp chủng. 40 mét! 30 mét! Đủ rồi! Lúc này, Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, dạy cô một chiêu, khi kẻ địch sẽ chết chắc, thì là lúc mình buông lỏng nhất. Ở thế giới đó của chúng tôi có câu, gọi là kẻ phản diện chết bởi nói quá nhiều. Vừa dứt lời. Nắm ngón tay của Diệp Bắc Minh nắm trên hư không, quát lớn, kiếm càn khôn chấn ngục, ra đây. Một luồng ý chết chóc băng lạnh truyền đến từ phía sau. Sát khí, hỏng rồi. Đồng tử của Nghe Mộng Tuyết co lại, ngay cả tư cách quay đầu cũng không có, cô ta điều khiển phi đao đâm điên cuồng về phía Diệp Bắc Minh theo bản năng. Muốn diệt trừ anh. Phụt, phụt, phụt. Hàng chục phi đao vừa đâm ra thịt của Diệp Bắc Minh, Nghe Mộng Tuyết liền cảm thấy cổ lạnh toát. Sau đó, hình như đầu của mình bay lên rồi. Trong trận trời xoay đất chuyển, Nghe Mộng Tuyết nhìn thấy cơ thể không đầu của mình. Ở vị trí cổ phía sau người, không biết có thêm một thanh bảo kiếm cổ xưa từ lúc nào, trên thần kiếm dường như có một con huyết long đang bay lượn. Phập! Một tiếng trầm bức. Nghe Mộng Tuyết cảm thấy khuôn mặt của mình đập mạnh xuống đất, hơi đau, cô ta nhìn thấy áo đầu của mẹ mình. Sinh cơ chấm dứt. Biểu tỷ, vãi, thanh kiếm này. Vãi, thanh kiếm này, sao nó ở trong tay mày? Bạch Tuấn Khanh run rẩy đôi môi, trơ mắt nhìn cái đầu của Nghe Mộng Tuyết rơi xuống đất. Hắn gần như bị sợ muốn chết, đợi đã, mày là hoa. Phụt, kiếm càn khôn chấn ngục lôi lên rồi vụt tắt, cái đầu lăn đến dưới chân Diệp Bắc Minh. Phập, dẫm nát, tất cả xảy ra quá nhanh, Nghe Hoàng quỳ dưới đất vẫn trong trạng thái thộn người. Diệp Bắc Minh đã chém giết hai người Nghe Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh trong phút chốc. Cô ta nuốt nước miếng, anh Diệp, anh không sao chứ? Lúc này, mấy chục phi đao đâm trên người Diệp Bắc Minh, vết thương chảy máu tươi. Diệp Bắc Minh cười, không sao, vào phút cuối cùng Nghe Mộng Tuyết chết, đã mất quyền điều khiển phi đao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Đang định rút phi đao ra. Có người đến. Diệp Bắc Minh ôm lấy vòng eo của Nghe Hoàng. Nhanh chóng rút đi xa. Hư không chấn rung, sau đó khe nứt không gian mở ra một đường, bên trong truyền ra giọng tức giận và khàn khàn của người đàn ông, muội muội. Là ai giết muội? Ầm ầm. Gần như lúc Diệp Bắc Minh bay lên không trung, giọng của Bạch Tông Hà truyền ra từ khe nứt không gian. Tiểu tháp. Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Bù. Trong tháp càn khôn chấn ngục truyền ra một luồng khí tức hỗn độn bao trùm hai người. Liền sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Bạch Tông Hà. Bạch Tông Hà vừa về đến tông môn, còn chưa ngồi nóng mông, hồn ngọc của Bạch phu nhân liền vỡ nứt. Ông ta tức giận mở truyền tống không gian lần nữa,
không ngờ chạy đến hiện trường thì nhìn thấy cái đầu của Bạch phu nhân. Muội muội. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người Bạch phu nhân và Nghê Mộng Tuyết, Bạch Tông Hà gần như suy sụp, a. À. Một luồng khí tức bạo ngược nổ ra, lấy Bạch Tông Hà làm trung tâm, mặt đất trong vòng bán kinh hàng trăm dặm lập tức hóa thành bột vụn. Nghe thấy động tĩnh bên này, năm ông lão cảnh giới bản nguyên đuổi theo ra mau chóng chạy về, khi họ nhìn thấy cái đầu của Bạch phu nhân và Nghê Mộng Tuyết. Và Bạch Tông Hà đang nổi giận, sợ đến sắc mặt trắng bệch, phu nhân, sao lại? Đám phế vật ngu xuẩn các ông, đáng chết. Đôi mắt của Bạch Tông Hà đầy máu, giơ tay tóm về phía năm người. Năm ông lão cảnh giới bản nguyên còn chẳng có cơ hội kêu thảm, hóa thành xương máu. Sức mạnh mạnh quá, tùy ý đã diệt trừ cảnh giới bản nguyên. Tốc độ của Nghê Mộng Tuyết với cảnh giới bản nguyên trung kỳ, tôi dùng ảnh thuấn, cô ta đã có thể phản ứng lại, nếu dùng thực lực hiện tại của tôi đối diện với Bạch Tông Hà thì chết chắc, đôi mắt Diệp Bắc Minh rực lửa. Trở nên cường mạnh. Chỉ có trở nên cường mạnh mới có thể không bị uy hiếp. Đột nhiên, một tấm thẻ bài bên hông Bạch Tông Hà lấp lánh, bên trong truyền ra một giọng nói, lão Bạch, sao ông lại biến mất rồi? Đám người đó lại xuất hiện, quả nhiên là người của tộc đó. Trong đó có hai cô gái, có lẽ là người quan trọng trong đó. Bạch Tông Hà cất giọng khàn khàn, lão Hà, xin lỗi, chỗ tôi xảy ra chút chuyện. Đối phương ngẩn người. Không sao chứ. Bạch Tông Hà lặng lẽ thu cất thi thể của Bạch phu nhân và Nghê Mộng Tuyết, không sao, tôi sẽ tự giải quyết. Vậy thì tốt. Giọng của lão Hà nghiêm trọng, tốt nhất ông mau đến đây, hai cô gái này mang theo một số thứ mà tộc đó để lại, đi về hướng Phong Ma Cốc. Nếu họ đi vào lãnh địa ma tộc, chúng ta không dễ ra tay đâu. Giọng của Bạch Tông Hà âm lạnh, gửi ảnh chân dung của hai cô gái đó cho tôi đến Phong Ma Cốc ngăn cản trước. Các ông tiếp tục truy tìm, gặp ở Phong Ma Cốc. Được, tôi gửi cho ông, lão Hà nói xong, kết thúc cuộc trò chuyện. Liền sau đó, ngọc bội của Bạch Tông Hà khẽ rung lên, ông ta truyền thần lực vào trong đó. Chân dung của hai cô gái xuất hiện trước mặt. Khi Diệp Bắc Minh nấp trong tối nhìn thấy chân dung đó, đồng tử co mạnh lại. Lục sư tỷ, thất sư tỷ. Suýt nữa buột miệng nói. Cô gái trong bức chân dung chính là lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu và thất sư tỷ Liễu Như Khanh. Kẻ nào? Bạch Tông Hà cảm nhận được dao động khẽ nhỏ, cút ra đây. Một quyền cuốn lên cuồng phong khủng bố, gần như áp sát lướt qua cơ thể của hai người Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng. Mặt đất bị kéo ra một đường rãnh khủng bố, nếu lệch nửa mét, chắc chắn sẽ đánh trúng hai người. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Bạch Tông Hà hơi nghi hoặc. Suy nghĩ một lát sau. Ông ta mở khe nứt không gian, biến mất. Nghê Hoàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định lên tiếng nói. Xuyệt. Diệp Bắc Minh giơ tay, trực tiếp bịt môi đỏ của Nghê Hoàng. Anh Diệp, Nghê Hoàng mở to đôi mắt đẹp. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu. Một lát sau, hư không lại dao động, một luồng sức mạnh cường mạnh hơn từ trên trời đập xuống, vừa hay ngay gần ở chỗ hai người Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng ẩn nấp. Đợi một lát. Chắc chắn không còn động tĩnh gì. Bạch Tông Hà mới tức giận mắng một câu, mẹ kiếp, xem ra đúng là lão phu nghi thần nghi quỷ rồi. Khí tức biến mất. Diệp Bắc Minh mới buông tay, làm tan đi khí tức hỗn độn. Nghê Hoàng nuốt nước miếng, lão già này thận trọng đến đáng sợ, nếu không phải anh Diệp bịt miệng của tôi, sợ là chúng ta đã bị lộ rồi. Diệp Bắc Minh không nói gì. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trong con mắt lóe lên ý lạnh lùng dữ dội. Anh Diệp, anh sao thế? Nghê Hoàng hỏi. Diệp Bắc Minh trầm giọng, người mà vừa nãy đám người Bạch Tông Hà muốn truy giết là lục sư tỷ của tôi. A, à, Nghê Hoàng ngẩn người. Diệp Bắc Minh nhìn Nghê Hoàng, cô Nghê Hoàng, Phong Ma Cốc ở đâu? Nghe thấy ba chữ này, vẻ mặt của Nghê Hoàng trở nên nghiêm trọng. Anh Diệp, ban đầu sau khi thần quốc hỗn độn thành lập, sắc phong tam đại vương, sau khi vương ma đế của ma tộc ngã xuống, thuộc hạ của ông ta đã phát động phản loạn. Thần quân đích thân ra tay phong ấn quân phản loạn trong Phong Ma Cốc, trong trăm dặm Phong Ma Cốc, cỏ không mọc nổi. Những người dưới cảnh giới bản nguyên bước vào phạm vi Phong Ma Cốc rất có thể có đi mà không có về, anh Diệp, ở đó rất nguy hiểm, anh không thể đến đó. Tôi không thể đi. Diệp Bắc Minh đỏ bừng đôi mắt, cảnh giới của lục sư tỷ còn thấp hơn tôi, nếu tôi không đi, tỷ ấy liệu có chết không? Việc này, Nghê Hoàng không thể trả lời. Diệp Bắc Minh quát nói,
nói với tôi Phong Ma Cốc ở hướng nào. Nghê Hoàng hít sâu một hơi, được, đã như vậy, hôm nay Nghê Hoàng không tiếc mạng đi theo quân tử. Tôi đưa anh đến Phong Ma Cốc. Đạm Đài Yêu Yêu không do dự, đẩy Liễu Như Khanh ra phía sau, tiểu thất, muội đi trước đi, thứ đó nhất định không được rơi vào tay bọn họ. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta, nhất định phải giữ thứ này lại, đích thân giao cho tiểu sư đệ. Không, tiểu yêu tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Liễu Như Khanh cầm chặt tay của Đạm Đài Yêu Yêu, điên cuồng lắc đầu. Phía sau có truy binh, một mình khi đi trước. Lục sư tỷ chắc chắn sẽ chết. Muốn đi, cô cảm thấy hai cô có chạy nổi không? Một giọng nói thích thú vang lên. Sau đó, Lão Hà vừa mới liên lạc với Bạch Tông Hà đuổi đến. Mười mấy đệ tử cảnh giới thần hoàng phía sau tản ra, phong tỏa tất cả đường lui của hai người. Đi đi. Đạm Đài Yêu Yêu khẽ quát một tiếng, trực tiếp quăng Liễu Như Khanh đi. Đi đâu? Mười mấy đệ tử cảnh giới thần hoàng cười dữ tợn, mau chóng đuổi theo. Đạm Đài Yêu Yêu khẽ quát một tiếng, muốn động vào tiểu sư muội của tôi. Bước qua xác tôi trước đi. Cảnh giới hư thần nhỏ bé. Ha ha ha. Đây là cảnh giới rác rưởi gì, các cô có thể chạy đến nơi này đã rất may mắn rồi. Đừng có hòng bỏ chạy. Mười mấy thanh niên nam nữ cười đầy ý xấu xa. Đạm Đài Yêu Yêu dựng ngược lông mày, không hề do dự thét dài, yêu thần bản nguyên, nổ. Vừa dứt lời. Hư không phía sau Đạm Đài Yêu Yêu hiện lên hình ảnh của cửu vĩ thiên hồ ly. Thiên hồ cuộn tròn, vươn vai giống như đang ngủ. Cửu vĩ thiên hồ kêu lên một tiếng. Ầm ầm. Hình ảnh ngưng tụ một sức mạnh của yêu thần, ầm ầm bùng nổ. Phụt. Mười mấy võ giả cảnh giới thần hoàng lập tức phun ra ngụm máu tươi, toàn bộ đập xuống đất vô cùng nhếch nhác. Kinh sợ vạn phần. Cửu vĩ thiên hồ, cô là con cháu của đế quân yêu tộc. Đôi mắt của Lão Hà cực kỳ nghiêm túc, giật mí mắt, hay là hoa tộc, lại câu kết với yêu tộc, các người muốn đến Phong Ma Cốc làm gì? Chẳng lẽ ma tộc câu kết với các người? Ầm ầm. Hai chữ hoa tộc vừa được nói ra, trên trời giáng xuống một đường sét màu máu. Đợi Lão Phu bắt được các người, rồi ép hỏi kỹ càng, Lão Hà tiến lên một bước. Yêu thần bản nguyên, bùng phát. Đạm Đài Yêu Yêu lại gầm một tiếng. Sức mạnh yêu thần thiêu cháy, ngăn cản bước chân tiến lên của Lão Hà trong không trung lần nữa, trợn mắt nhìn Liễu Như Khanh biến mất. Lão Hà tức tối, tự hủy phải không? Cửu vĩ thiên hồ đúng không? Ô, còn sáu cái đuôi. Vừa nãy tự hủy hai lần, trước đây cô từng chết một lần hả? Nghe nói cửu vĩ thiên hồ có 9 cái đuôi, Lão Phu không biết cô có 9 cái mạng thật không? Rắc! Lão Hà thò chân ra, giẫm mạnh lên một cái đuôi của Đạm Đài Yêu Yêu. Đạm Đài Yêu Yêu kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt thêm 3 phần, bò dưới đất không ngừng run lên. Đau không, còn 5 cái đuôi. Lão Hà cười tàn nhẫn. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Giẫm xuống liên tiếp 4 lần. Đến đây, 9 cái đuôi của Đạm Đài Yêu Yêu chỉ còn lại một cái cuối cùng. Cả người thoi thóp thở, cận kề cái chết. Lão Hà lại không định tha cho Đạm Đài Yêu Yêu, tóm cổ của cô ta, Lão Phu muốn xem, là mạng của cô cứng. Hay thủ đoạn của Lão Phu cứng hơn. Bên ngoài Phong Ma Cốc. Trong không khí, ma khí chìm nổi, mờ sương cả một vùng. Nhìn về phía trước qua ma khí mỏng manh. Một dãy núi màu đen nằm ở tận cuối chân trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.